Lục địa kiện tiên tập 451, Thanh Khâu Quốc, tập 452, Hồng Loan Tinh Động, tập 453, Thanh Khâu Quốc Chủ, tập 454, Long Sinh Cửu Tử, tập 455, Cửu Vĩ Thiên Hồ Thuyết Minh tại kênh Youtube Di Cáp Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hiện tại thậm chí nàng không có tâm tư nghĩ tới sự tình tình kiên hân kim. Tổ an nhớ mày, bây giờ ngươi bị thương rất nặng, hơn nữa tựa hồ đạo tâm bất ổn. Hắn cũng tu luyện một đoạn thái thượng vong tình quyết, nên càng thêm mẫn cảm tình huống hiện tại của nàng khoảng cách gần lập tức phát giác được nàng không thích hợp. Đi, đi. Nhưng Yến Tuyết Ngân lại không biết nên làm sao đối mặt nam nhân này, hiện tại duy nhất muốn làm là an tính. Đáng tiếc nàng vừa động khí, cổ họng ngòn ngọt, lần nữa phun ra một ngụm máu, sau đó cảm giác suy yếu chuyển đến, trực tiếp ngất đi. Cách thật lâu, Yến Tuyết Ngân thăm thầm tỉnh lại, nàng nghĩ đến sự tình vừa rồi, trong lòng không khỏi giật mình, vội cúi đầu xem xét, phát hiện y phục hoàn hảo, lúc này mới buông lỏng một hơi. Sau lưng truyền đến tiếng thở dài, nguyên lai like ở trong lòng ngươi ta là loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lúc này yến tuyết ngân mới chú ý tới sau lưng có dòng nước nóng đang không ngừng tràn vào cơ thể trạng thái hiện tại đã tốt hơn trước đó không ít nàng quá quen thuộc loại cảm giác này vài ngày trước tổ an cũng trị liệu cho nàng như vậy nghĩ tới đây nàng không khỏi áy náy thật xin lỗi cũng không phải hoài nghi ngươi chỉ là phản ứng bản năng của nữ nhân mà thôi trải qua một trận hôn mê tâm tình nàng thoáng bình phục không còn quá kích động như vừa rồi nàng suy nghĩ Bây giờ phương pháp xử lý tốt nhất là giả vờ cái gì cũng chưa phát sinh, dù sao vừa rồi đối phương cũng nói không thấy, vậy mọi người ăn ý giữ vững bí mật này là được. Ý nghĩ này mới vừa lên, Tổ An đã ngồi ở đối diện nàng, Yến tỉ tỉ, thực ra ngươi không cần phản ứng lớn như vậy, trước đó ta cũng không phải chưa nhìn qua. Yến tuyết ngân. Tổ An cũng không ý thức được mình an ủi tạo tác dụng ngược, tiếp tục nói, vừa rồi loại tình hình kia, ai cũng không nghĩ tới, bất quá vạn hạnh là lần trước đã nhìn, Yến tỉ tỉ không cần để ở trong lòng. Sự kiện này ta sẽ không nói ra. Yến Tuyết Ngân Khuôn mặt nàng nhất thời đỏ bừng, có ai ăn ủi như người sao. Nàng chỉ cảm thấy khí huyết bốc lên, xém chút ngất tiếp. Tổ an giật mình, vội vàng đỡ nàng, đồng thời vận chuyển nguyên khí dự định chữa thương cho nàng. Không được đụng vào ta. Yến Tuyết Ngân xấu hổ, tình hình lần trước được hắn trị thương hiện tại còn nhớ như in đây. Đến từ Yến Tuyết Ngân, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng -233, 233. Tổ an lại không để ý đến nàng trực tiếp nắm tay nàng vận chuyển nguyên khí qua ta không dùng biện pháp kia chữa thương cho người mà truyền nguyên khí cho người chính ngươi điều tức bằng không lấy trạng thái của ngươi bây giờ coi như giữ được tính mạng nói không chừng cảnh giới sẽ rơi xuống yến tuyết ngân trầm mặc biết đối phương nói là tình hình thực tế thân là người tu hành một đường trải qua vô số gian nguy mới đến trình độ hiện tại ai nguyện ý từ bỏ đừng thất thần nhanh trị thương trong thanh âm của tổ an phảng phất như có một loại uy nghiêm không cho hoài nghi a à, yến tuyết ngân bản năng đáp ứng bất quá một giây sau kịp phản ứng ngày bình thường lấy thân phận của nàng đều là nàng lệnh người khác hôm nay lại nghe lời của một tiểu tử đừng phân tâm tổ an nhắc nhở khuôn mặt của yến tuyết ngân ửng đỏ bắt đầu thu thập tâm tình vận công lần này tổ an chỉ đơn thuần cho nàng mượn nguyên khí không có chủ động trị liệu quả nhiên không có loại cảm giác khó xử như trước đó dù sao nàng cũng là đại tông sư nhanh chóng thu thập tâm tình chuyên tâm trị thương ước chừng qua một canh giờ nàng từ từ mở mắt xem như miễn cũng khống chế thương thế chỉ ít sẽ không để cảnh giới nàng rơi xuống. Đương nhiên cũng không phải không có trả giá, vốn qua mấy ngày nay điều dưỡng, nàng đã miễn cưỡng có thể xuất thủ, nhưng bây giờ lại khôi phục trạng thái trọng thương như ở trong động mỏ. Cảm ơn ngươi. Sau khi Yến Tuyết Ngân nói xong lại cảm thấy là lạ, rõ ràng mình bị hắn chiếm tiện nghi, còn phải cảm tạ đối phương. Đương nhiên nàng cũng rõ ràng, đối phương không phải cố ý, hơn nữa nếu không có hắn giúp đỡ, không nói cảnh giới đại tông sư, ngay cả tánh mạng chỉ sợ cũng có chút nguy hiểm. Người không có việc gì là được, cảm giác được khí huyết trong cơ thể nàng dần dần bình tĩnh tổ an buông lòng một hơi yến tuyết ngân đang muốn nói gì trượt phát hiện bởi vì thời gian chị thương quá lâu hai người còn người ngón đan sen nàng giật mình vội vàng thu tay về tổ an đương nhiên sẽ không để ý những ngày nay thương thế của ngươi chưa lành vân tỷ tỷ có chỗ nào khi dễ ngươi ngươi cũng không nên đối nghịch nàng chờ tương lai thương thế ngươi khôi phục lại tìm nàng tính sổ cũng không muộn hiện tại chống đối chỉ ăn thiệt thòi mà thôi không được ta làm sao có khả năng chịu thua yêu nữ kia nói đến chuyện này yến tuyết ngân liền tức giận nàng rất rõ ràng tu vi hai người sàn sàn nhau coi như mình khôi phục hơn phân nửa cũng rất khó tìm nàng báo thù tự nhiên không thể chịu thua ở thời điểm này tổ an nghĩ thầm đại tông sư quả nhiên đều có kiêu ngạo của mình nếu không có phần lòng dạ này đoán chừng cũng rất khó trưởng thành đến trình độ hiện tại vậy ta tìm thời gian nói với vân tỷ tỷ không để cho nàng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tuyệt đối đừng yến tuyết ngân giật mình vội vàng ngăn cản vì sao tổ an không hiểu sắc mặt của yến tuyết ngân có chút mất tự nhiên người không hiểu yêu nữ kia nếu người đi nói như vậy nàng ngược lại sẽ làm trầm trọng thêm hơn nữa hơn nữa nàng sẽ hoài nghi vì sao người nói chuyện giúp ta sau đó hoài nghi quan hệ của chúng ta nhưng không nói người sẽ khó chịu tổ an cười khổ đoán chừng mỗi ngày bị vân gian nguyệt đánh mông không ít yến tuyết ngân hơi đỏ mặt hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này không có việc gì ta có thể ứng phó nàng không nguyện ý tiếp tục nói đề tài xấu hổ này vội vàng nói đúng rồi trước đó người nói có thể giải tình kiên hân kim ta cũng không xác định có thể giải tổ an vừa nói vừa triệu hoán muội hỉ ra nhìn muội hỉ đột nhiên xuất hiện bỗng nhiên yến tuyết ngân ý thức được một việc khó xử nói ta không muốn người khác biết sự tình của chúng ta sau khi nói xong trái tim phanh phanh nhảy lên sao cảm giác giống như yêu đương vụng trậu thể nhì tổ an an ủi yên tâm nàng không biết nói chuyện cũng không có linh hồn hoàn chỉnh trong lòng yến tuyết ngân hơi động phật triệu hoán lấy thân phận và cảnh giới của nàng tự nhiên biết rất nhiều giới tu hành có triệu hoán sư bất quá bình thường đều triệu hồi ra quái vật buồn nôn chưa từng nghe qua có thể triệu hồi nữ tử tuyệt sắc nghĩ tới đây thần sắc nàng nhất thời quỷ dị phải biết triệu hoán sư là có quyền khống chế tuyệt đối vật triệu hoán tuyệt sắc như thế tổ an có động tay động chân hay không quả nhiên là bại hoại háo sắc vật triệu hoán cũng cố ý làm xinh đẹp như thế đến từ yến tuyết ngân điểm nộ khí cộng 111, cộng 111 cộng 111 cộng 111. tổ an có chút kỳ lạ tại sao lại tức giận bất quá vẫn đáp cũng không kém bao nhiêu chỉ bất quá nàng khác vật triệu hoán bình thường ta coi nàng là bằng hữu muội hỉ nghe nói như thế ánh mắt chớp chớp bất quá không có biểu lộ gì bằng hữu trong lòng yến tuyết ngân càng chắc chắn quả nhiên như mình phỏng đoán nàng có thể giải tình kiên hân kim nếu là vật triệu hoán như vậy yến tuyết ngân cũng yên lòng muội hỉ là hôm nay ta vừa trùng hợp triệu hoán ra nàng có một năng lực gạt bỏ khế ước bất quá ta không xác định có thể gạt bỏ được tình kiên hân kim hay không tổ an nghĩ đến kỹ năng trong Vượng hoàng nhất bàn kinh cũng không phải phàm phẩm chưa hẳn có thể thành công. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thử một chút. Yến Tuyết Ngân nhếch miệng, những ngày này bị tình kiên hơn kim chơi đùa, nàng đã cảm thấy thế giới quan sắp sụp đổ. Tổ An cũng không chần chờ, lập tức để muội hỉ hành động. Ai biết muội hỉ không có nghe theo chỉ lệnh, ngược lại giơ tay ra. Tổ An đọc hiểu ý tứ của nàng, hiển nhiên là đòi tiền trước, không khỏi bất đắc dĩ. Có điều hắn vẫn lấy ra mười trái nguyên khí quả đưa nàng, muội hỉ không chút do dự, trực tiếp đốt hết, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Sau đó lại chìa tay, ý tứ rất rõ ràng, không đủ. Tổ An Sự tình còn chưa làm, đã vội vã lấy tiền trước. Hắn nghiến răng, bất quá vẫn đưa cho nàng 30 trái. Trước như vậy, nếu hoàn thành sự tình, lại cho ngươi thêm. Muội hỉ trần chờ, bất quá vẫn gật đầu, sau đó nốt hết 30 trái nguyên khí quả. Thấy phản ứng của nàng, Tổ An rất hoài nghi, những nữ vũ thần này thật không có linh hồn sao. Yến Tuyết ngân nhìn mà há to miệng, phương thức giao lưu của ngươi và vật triệu hoán thật có chút, đặc biệt, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói vật triệu hoán có thể cò kè mặc cả với chủ nhân tổ an đỏ mặt cũng cảm thấy có chút mất mặt bắt đầu đi lúc này muội hỉ không còn gây chuyện nữa mà khẽ vẫy tay trên tay xuất hiện một cây kéo yến tuyết ngân nhìn mà khép sợ không thôi lấy nhãn lực của nàng lại không cách nào nhìn ra cây kéo kia đến tột cùng là cái gì chỉ có thể cảm nhận được phía trên tựa hồ lưu truyền pháp tắc tối nghĩa đây thật là một vật triệu hoán lúc này muội hỉ đã huy động cây kéo cắt xuống theo cây kéo tới gần Yến Tuyết Ngân phát hiện ở giữa mình và Tổ An xuất hiện một số dây đỏ nối liền, mấu chốt là không chỉ một mà rất nhiều rất nhiều. Yến Tuyết Ngân bản năng đưa tay đi bắt những hồng tuyến kia, nhưng tay nàng lại trực tiếp xuyên qua, những hồng tuyến kia không có thực thể. Đây là cái gì? Nàng nghi ngờ hỏi. Tổ An cũng chấn kinh, chẳng lẽ đây là người lão tơ hồng trong truyền thuyết? Yến Tuyết Ngân đỏ mặt, thế giới này cũng có truyền thuyết Nguyệt lão, nhưng người lão chỉ buộc một sợi tơ hồng cho hai người yêu nhau, nào có thắt nhiều như vậy? Chờ chút, chúng ta rõ ràng không không có yêu nhau nha nghĩ tới chỗ này nàng lại không quá kiên định đều trách tình kiên hơn kim gì kia đến từ yến tuyết ngân điểm độ khí cộng một trăm cộng một trăm cộng một trăm nhanh cắt đứt những hồng tuyến này lúc này nàng tâm hoảng ý loạn không ngừng thúc giục nói tổ an nhìn muội hỉ tỏ ý muội hỉ cầm cây kéo cắt xuống bất quá hai người lập tức nhìn thấy cây kéo cũng xuyên thấu qua những dây đỏ kia xảy ra chuyện gì trong lòng yến tuyết ngân dâng lên cảm giác không ổn tổ an nhìn về phía muội hỉ muội hỉ ngạo đầu hiển nhiên cũng hơi nghi hoặc bởi vì khế ước tổ an dần dần hiểu rõ ý tứ của đối phương trong lúc nhất thời vẻ mặt cực kỳ đặc sắc đến cùng xảy ra chuyện gì người mau nói nhìn biểu lộ của tổ an yến tuyết ngân càng luống cuống tổ an đành phải giải thích bởi vì ta vừa triệu hóa nàng đến hiện tại năng lực của nàng còn chưa đủ cắt đứt khế ước cao cấp như vậy yến tuyết ngân nàng hít sâu một hơi thật lâu mới bình phục lại tâm tình vậy lúc nào mới có thể đề cao năng lực của nàng tổ an cảm nhận tin tức trong đầu giải thích nói, kỹ năng nam xào ly biệt muốn có hiệu lực, phải có hai loại tình huống, một là song phương tự nguyện, như vậy chỉ cần tu vi song phương không cao hơn nàng một đại cảnh giới là được, nếu song phương không tự nguyện, cảnh giới của nàng nhất định phải cao hơn đối phương. Mặt khác giống như đắt kỷ, có thể thông qua đề cao kỹ năng nam xào ly biệt để giảm xuống yêu cầu này, kỹ năng đột phá, có thể nới lỏng hai đại cảnh giới. Yến Tuyết Ngân nhìn hắn, loại tình huống của chúng ta hẳn là tính toán tự nguyện chứ. Gia hỏa này có cố ý không tự nguyện, làm hại cây kéo mất đi hiệu lực không? Tổ An đáp, đương nhiên là tự nguyện, ta cũng muốn giải trừ tình kiên hơn kim, trước đó sử dụng là vì bảo mệnh, trong lòng cũng rất áy náy, cho nên vừa triệu hoán được muội hỉ, ta liền tới tìm ngươi, nếu ta không muốn giải, ta hoàn toàn có thể không nói. Cảm nhận được chân thành trong mắt hắn, Yến Tuyết Ngân đã tin tám phần, hơn nữa vật triệu hoán như muội hỉ, hẳn là át chủ bài lớn nhất của hắn, hắn cũng không giữ lại nói cho nàng, nàng tự nhiên có thể cảm nhận được thiện ý của đối phương. Trước đó đúng là hiểu lầm hắn, mặc dù người này biểu hiện có chút hào sắc, nhưng thực chất lại là quân tử. Nhưng hết lần này tới lần khác, thân thể mình lại bị hắn nhìn sạch. Nếu đối phương thật là tiểu nhân hèn hạ, nàng nhất định sẽ vùng kiếm giết chết. Nhưng hôm nay cảm nhận được đối phương quang minh lỗi lạc, hơn nữa cứu nàng mấy lần, nàng làm sao hạ thủ được. Nàng thăm thẳm thở dài, ném tạp niệm ra khỏi đầu, hiện tại vị cô nương này có tu vi gì, bạch ngọc kinh chúng ta có không ít tài nguyên tu hành, nếu được, ta có thể tự mình dạy bảo nàng, để nàng nhanh chóng tăng cấp. Muội hỉ gì kia rất kỳ quái, ngay cả nàng cũng nhìn không thấu nội tình của đối phương tòa an xấu hổ hiện tại nàng vẫn chưa tới nhị phẩm yến tuyết ngân bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim nàng thấy vị cô nương này bất phàm nghĩ ít nhất cũng phải thất phẩm bây giờ tòa an bất quá cửu phẩm mình lấy tài nguyên của bạch ngọc kinh trợ giúp trong thời gian ngắn đạt tới bát phẩm cũng không phải không được như thế dựa theo yêu cầu của nam xào ly việt là đủ để cắt đứt hồng tuyến giữa hai người nhưng biết còn chưa tới nhị phẩm trong thời gian ngắn muốn tới bát phẩm là căn bản không có khả năng huống chi tốc độ tu hành của tổ an có thể xưng yêu nghiệt trong khoảng thời gian này đủ hắn lên trời rồi thấy sắc mặt nàng không tốt tổ an an ủi yến tỉ tỉ không cần quá lo lắng phương pháp tu hành của nàng không giống người bình thường tính toán ra thì dễ dàng hơn rất nhiều nếu là người tu hành bình thường muốn ở trong vài năm để cao nhiều như vậy căn bản làm không được nhưng những nữ vũ thần này không giống là dựa vào những trái cây kỳ quái vừa rồi sao trong lòng yến tuyết ngân hơi động nhớ tới đồ vật vừa rồi tổ ăn ném cho muội hỉ ăn không sai tổ ăn gật đầu Trái cây này không khó kiếm, mấu chốt là tu luyện tới đằng sau, mỗi lần đột phá cảnh giới, nàng đều cần một số tài liệu đặc thù, tỉ như răng hung thú, lân phiến, hoặc linh dược hiếm thấy. Phải biết bây giờ đắc kỷ còn chưa đột phá thất phẩm là bởi vì hắn còn thiếu thanh hoạch hoa. Cái này không tính vấn đề. Yến Tuyết Ngân nói, tuy Bạch Ngọc Kinh không phải phú giáp thiên hạ, nhưng vẫn có rất nhiều thiên tài địa bảo, đến thời điểm cần gì, ngươi nói cho ta là được. Tổ An sững sờ, nghĩ thầm đây là cảm giác được phú bà bao dưỡng sao bất quá tài liệu đột phá thăng cấp kỹ năng của những nữ vũ thần này đều rất hiếm thấy bạch ngọc kinh cũng chưa chắc có đương nhiên hiện tại không cần nói sớm làm hại đối phương ngao lắng tốt nếu có đồ vật gì tìm không thấy ta sẽ hỏi ngươi yến tuyết ngân gật đầu tuy hôm nay không thành công giải tình kiên hơn kim nhưng cũng coi như có hy vọng vẫn phải cảm ơn ngươi tô an kinh ngạc cái này vốn là lời hắn chuẩn bị an ủi đối phương không nghĩ tới nàng đã nói trước không thể không nói nàng có thể tu liến đại tông sư tâm thái vẫn vượt xa người bình thường vậy thì tỷ nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước. tổ an đứng dậy nói, ừm, trên người ngươi cũng có thương tổn, trở về dưỡng thương đi. yến tuyết ngân nhìn hắn cười cười. tổ an gật đầu rời phòng, còn cố ý giúp nàng đóng cửa. thời điểm thân ảnh của tổ an biến mất, yến tuyết ngân không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt, cả người cắm vào trong chăn, lan qua lan lại, a a a, thật mất mặt. co ở trong chăn phát tiết thật lâu, nàng mới dần dần bình phục lại, ôm gối ngồi ở đầu giường ngón tay ngọc vỗ về mắt cá chân, trong mắt đầy vẻ thẹn thùng, sao lại có nhiều hồng tuyến như vậy? Lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, trong nội tâm nàng nhảy một cái, nhìn về phía cửa, trong ánh mắt mơ hồ có vẻ mong đợi, tại sao ngươi lại trở về? Xem người chết chưa? Thanh âm lạnh lùng của Vân Gian Nguyệt truyền đến, vừa rồi nàng tức giận rời đi, ở bên ngoài thật lâu, cuối cùng vẫn lo lắng thương thế trên người Yến Tuyết Ngân, trở lại thăm một chút, đương nhiên bên miệng nàng là chắc chắn sẽ không thừa nhận. Ánh mắt nhu hòa của Yến Tuyết Ngân thoáng cái lạnh lão, cốt không tệ không tệ mắng chửi người còn rất thung khí vân gian nguyệt không chỉ không tức giận ngược lại hai mắt tỏa sáng không thể không nói bạch ngọc kinh các ngươi còn có chút bản lĩnh trong khoảng thời gian ngắn đã ổn định thương thế xác nhận đối phương không có việc gì nàng cũng yên lòng quẳng xuống vài câu hùng ác liền vui vẻ rời đi trong phòng ánh mắt của yến tuyết ngân lại phức tạp bạch ngọc kinh nào có lợi hại như vậy tình huống vừa rồi nếu không có tổ an chỉ sợ mình đã xong đây đã là lần thứ mấy hắn cứu ta nghĩ đến giữa hai người phát sinh đủ loại còn có toàn thân trên dưới đều bị hắn nhìn hết, khuôn mặt của Yến Tuyết Ngân ửng đỏ. Ai, về sau mình làm sao đối mặt sơ nhan? Tiếp xuống mấy ngày, Ngọc Yên là chỉ huy tộc nhân đến chỗ tượng mẫu thân tổ chức nghi thức tế bái long trọng, một là tưởng nhớ mẫu thân, hai là tuyên cáo cho tất cả gia tộc nàng chính thức trở về. Đám người tổ an thì nhân cơ hội dưỡng thương, xà tộc cung cấp rất nhiều đan dược cho bọn hắn, tuy không phải loại nghịch thiên, nhưng cũng có ích lợi, tất cả mọi người khôi phục rất tốt. Sau khi hoàn thành các loại sự tình, đoàn người đà vào lữ trình tiến về vương đình yêu tộc xà tộc cách vương đình khá xa chẳng qua nếu như chỉ một mình ngọc yên la mà nói muộn chút thời gian xuất phát cũng được bất quá cân nhắc đến tổ an thời gian gấp gáp ngọc yên la rất quan tâm ra lệnh xuất phát sớm trước khi chia tay tiểu bạch tiểu thanh hai mắt đẫm lệ rừng rừng, rừng tiễn biệt các nàng cũng muốn đi cùng đáng tiếc bị gia gia nghiêm khắc ngăn cản mỹ danh nói là hai nữ được nuông chiều từ bé không biết hầu hạ người đi cùng chỉ sẽ trở thành vướng víu nhưng mọi người rõ ràng đây chỉ là cái cớ mà thôi lần này yêu hoàng triệu tập thủ lĩnh các tộc nói rõ là không có ý tốt, chuyến này đi vương đình họa phúc khó liệu, coi như giữ được tánh mạng, cũng rất có thể bị giam lòng làm con tin, bọn họ sao có thể để cháu gái sửa tin mạo hiểm. Ngọc Yên la lòng dạ biết rõ, bất quá không có vạch trần, song phương duy trì một loại ăn ý. Đoàn người ngồi một chiếc xe lớn do sáu con thằn lằn kéo đi ra sơn cốc giả tộc. Không gian trong xe rất lớn, sáu con thằn lằn nhìn rất cồng kềnh, nhưng chạy đi như bay, hơn nữa cực kỳ bình ổn. Tuy không gian trên xe thoải mái dễ chịu, nhưng mấy nữ nhân ở cùng, bầu không khí luôn có chút cổ quái. Ngọc Yên La làm chủ nhân, cuối cùng vẫn phải đi ra hòa hoãn. Nàng nhìn về phía Yến Tuyết Ngân, hiếu kỳ hỏi, Yến quan chủ, mấy ngày trước phải cử hành tế tự, bề bộn nhiều việc không kịp hỏi, tại sao ta cảm giác thương thế của ngươi còn tăng thêm mấy phần, xảy ra chuyện gì sao? Nghe nàng hỏi, Yến Tuyết Ngân nghĩ đến sự tình đêm đó, vô ý thức lướt nhìn Tổ An, vừa vặn Tổ An cũng đang nhìn nàng, ánh mắt hai người vừa chạm, đều vội vàng rời đi. Trái tim của Yến Tuyết Ngân đập bình bịch, gương mặt trắng nõn nóng lên, mất tự nhiên đáp vài ngày trước lúc luyện công xảy ra sự cố dẫn đến khí huyết nghịch hành há này rất phiền phức thương thế của người vốn nặng có gì cần người cứ mở miệng tuy xả tộc kém xa bạch ngọc kinh nhưng thuốc trợ thương vẫn có một ít ngọc yên la vội vàng nói không cần trong khoảng thời gian này quý tộc cung cấp đã đủ nhiều yến tuyết ngân khoát tay nói nghĩ thầm mình thiếu xả tộc một nhân tình chờ về bạch ngọc kinh phải nghĩ biện pháp trả lại vân gian nguyệt chú ý tới động tác nhỏ của hai người trong lòng hồ nghi hai người này lết nhau xong sau đó mặt đỏ sao kỳ quái thế nhỉ có điều bởi vì nàng quá hiểu yến tuyết ngân vô ý thức cảm thấy nàng sẽ không yêu nam nhân cho nên không có nghĩ tới phương diện kia vân gian nguyệt biết yến tuyết ngân bị thương là bởi vì mình Thánh ngọc yên la dò hỏi vội vàng nói tránh đi a à, tổ vừa rồi ta thấy hai tiểu cô nương kia khóc bù lu bù loa có phải ngươi làm sự tình bội tình bạc nghĩa gì với người ta hay không nghe được lời này ánh mắt của ngọc yên la và yến tuyết ngân thoáng cái khóa chặt tổ an dường như cảm nhận được sát khí tổ an cười xấu hổ làm sao có thể các nàng rõ ràng là không nỡ tộc trường, còn có hai vị tỷ tỷ xinh đẹp, những ngày này không phải các người còn chỉ điểm các nàng tu hành sao, khẳng định là rất nhớ, ha ha. Vân gian người chừng mắt, ta vẫn có tự mình hiểu lấy, hai tiểu cô nương kia cảm kích ta, nhưng ta rất nghiêm khắc với các nàng, muốn nói không nỡ ta đi, có quỷ mới tin. Ngọc Yên la giống như cười mà không phải cười, hai nhà bạch, thanh ước gì tộc trường như ta sớm chút rời đi, kỹ thuật diễn của hai tiểu cô nương còn không lô hỏa thuần thanh giống ra ra các nàng, ta nhìn ra được các nàng là thật thương tâm cái này kỳ quái. Yến Tuyết Ngân nói, đặc biệt là thanh cô nương, thường xuyên cùng ngươi giao lưu ánh mắt, hai người hơn phân nửa là có chuyện. Tổ an nhất thời đổ mồ hôi, giác quan thứ sáu của nữ nhân đều chuẩn như vậy sao? Ngươi một lời ta một câu, cảm giác mình sắp giấu không được. Về sau nhất định phải đơn độc ở cùng nữ nhân, bây giờ ba nữ nhân không chỉ không có nước uống, còn kém chút dìm chết mình. Hắn tẳng hóng một cái, giải thích nói, trước đó người ta cho ta linh dược chữa thương chân quý, ta tự nhiên cũng phải đáp lễ, cho các nàng một số đồ chơi nhỏ, các nàng cũng thích nghe ta kể chuyện có thể là bởi vì chuyện ta kể cho các nàng còn chưa xong mới không nỡ như thế là chuyện bạch xà thanh xà được một dược đồng cứu ngàn năm sau chạy đi tìm dược đồng truyền thế kia lấy thân báo đáp sao vân gian nguyệt giống như cười mà không phải cười hỏi ánh mắt của ngọc yên la và yến tuyết ngân đều cổ quái câu chuyện này sao nghe quái quái như vậy nhỉ tổ an nữ nhân này đường đường là đại tông sư lại nghe lén mình và các nàng nói chuyện phiếm đây thật là cố sự ở quê ta ta thề với trời chẳng qua là cảm thấy vừa vặn có quan hệ tới xà tộc, nên kể cho các nàng nghe, tuyệt đối không có ý nghĩa khác. Tuy những ngày này mấy người giao lưu mật thiết, nhưng trong phủ nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm như vậy, từ đầu đến cuối không có cơ hội như đêm kia, cho nên hắn và hai nữ thật rất trong sạch. Người gấp cái gì, ta và hai vị trưởng lão quan hệ vốn khẩn trương, nếu ngươi thật để cháu gái bảo bối của bọn hắn ưa thích, đối với xà tộc là một chuyện tốt. Ngọc Yên La khẽ cười nói. Đến từ Ngọc Yên La, điểm nộ khí cộng 110 cộng 110 cộng mười. Nhìn điểm nộ khí, Tổ An không khỏi phiền muộn, hiện tại Ngọc Yên La cũng học xấu. Biểu lộ của Vân Gian Nguyệt nhất thời có chút mất tự nhiên, bởi vì đêm đó nàng nghe Ngọc Yên La cũng giật dây Tổ An cua mình. Đến từ Vân Gian Nguyệt, điểm nộ khí cộng 110 cộng 110 cộng 110. Cảm giác được hậu cung cháy, hắn vội vàng nói tránh đi, đúng rồi, không để tinh nô lưu lại trong tộc cũng coi như có người mình sao. Ngọc Yên La đáp, phong cách hành sự của yêu tộc không giống nhân tộc, bên này coi trọng huyết mạch, coi trọng cường giả vi tôn, nếu ta vẫn còn, hai vị trưởng lão bạch, thành lại nhảy nhót thế nào ta cũng là tộc trưởng nhưng nếu ta xảy ra chuyện tình nô lưu ở trong tộc làm lại nhiều sự tình cũng vô dụng cho nên còn không bằng để cho nàng theo ta mấy người âm thầm gật đầu lần này tự yêu tộc xác thực hiểu thêm rất nhiều chuyện nghe các loại tình báo trung quy kém xa ở hiện trường khảo sát yến tuyết ngân nói ta sẽ không vào vương đình hộ tống các người đến phụ cận vương đình sẽ rời đi vân gian nguyệt cũng gật đầu ta cũng vậy những ngày này ta cũng suy nghĩ tỉ mỉ lúc hai ta ở đỉnh phong cũng không phải đối thủ của yêu hoàng huống chi là hiện tại hơn nữa thân phận chúng ta đặc thù không phải vì mình mà sống một khi ở vương đình bị người phát hiện thân phận hậu quả khó mà lường được sau đó nhìn về phía tổ an hơn nữa chúng ta kiến nghị người cũng không nên tiến vào vương đình yêu tộc người kia cho người kim ô lệnh chưa hẳn có ý tốt gì mặc dù bây giờ tu vi của ngươi không tệ nhưng vương đình cao thủ như mây thật vào chỗ đó sinh tử của ngươi sẽ không do mình khống chế tuy ngọc yên la rất muốn ở cùng tổ an nhưng vẫn lo lắng an nguy của hắn hơn không sai Đến thời điểm ngươi và các nàng rời đi, bên Vân Trung Thành ngươi còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Tổ An lắc đầu, "Yêu hoàng triệu tập các ngươi về vương đình, tất nhiên là nguy cơ trùng trùng, ta làm sao có thể yên tâm để ngươi đi một mình." Yến Tuyết ngân nói, "Nếu yêu hoàng thật muốn gây bất lợi, ngươi đi cũng không làm được gì, chỉ nhiều một người mất mạng mà thôi." Vân Gian Nguyệt gật đầu, "Ngươi đi hay không, đều sẽ không ảnh hưởng đến an nguy của Ngọc Yên La, ngược lại làm cho ngươi rơi vào nguy hiểm. Ngươi quên trước đó đánh bại Kim Ô thái tử sao?" yêu hoàng rộng lượng đến đâu cũng sẽ có khúc mắc nói không chừng còn bắt người lập uy như vậy người đi ngược lại sẽ gia tăng nàng nguy hiểm tổ an vốn muốn đi cùng ngọc yên la nhưng nghe nàng phân tích thì không khỏi trần chờ vương đình trong phủ đệ nào đó một nam tử khôi ngô bỗng nhiên đứng dậy cái gì tư chất siêu cấp không sai căn cứ người liên lạc trong hoàng cung truyền về tình báo người kia và kim ô thái tử chiến đấu vẩy ra huyết dịch rơi vào hoàng kim chiến xa yêu hoàng kiểm tra phát hiện một thanh âm từ trong bóng tối truyền đến từ chất siêu cấp trong truyền thuyết nha, khó trách có thể chiến thắng kim ô thái tử. Hô hấp của người kia thoáng cái dồn rập. Lấy trạng thái hiện tại của lão già kia, tinh huyết siêu cấp không biết có tác dụng với hắn hay không, bất quá đối với ta mà nói, tác dụng rất lớn. Truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được, không thể để cho hắn đến vương đình. Tuân lệnh, đoàn người tổ an lên đường mấy ngày, tốc độ của thần lằn nhanh hơn xe ngựa rất nhiều, thậm chí sắp theo kịp sai lửa kiếp trước. Hắn không thể không cảm thán, kiếp trước có khoa học, thế giới này có tu hành, rất nhiều chuyện đều là trăm sông đổ về một biển. Một đường quan sát thế giới yêu tộc, trước kia chỉ ở trong học viện xem sách, bây giờ tự mình trải nghiệm lại là một phong cảnh khác. Toàn bộ yêu tộc, đất đai cần cỗi hơn nhân tộc rất nhiều, hơn nữa ven đường dân phong tù hãn. Nửa đường có mấy thế lực ở trong tối nhìn trộm, bộ dáng nóng lòng muốn thử. Chỉ bất quá nhìn thằn làn kéo xe thực lực cường đại, hiển nhiên nhân vật bên trong càng phi phàm, trong lúc nhất thời không ai dám động thủ. Đến đằng sau, mấy thế lực kia tựa hồ đạt thành thỏa thuận, cuối cùng hợp tác chia cục thịt béo này kết quả bọn hán phái ra tiểu đội thăm dò bị tổ an chấn áp từ đó về sau một đường bình an hơn rất nhiều thậm chí không có ý nghĩ báo thù yêu tộc quả nhiên thực tế đánh không thắng liền chạy yến tuyết ngân kinh ngạc nói rõ ràng đã đánh không thắng còn không lui bảo trì thực lực chẳng phải là não tàn vân gian nguyệt rất thưởng thức cách làm của bọn họ quả nhiên là ma giáo cùng yêu tộc cá mè một lứa yến tuyết ngân cười lạnh ui 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 ta bị mạo phạm ngọc yên la tức giận nói đường đường hai đại Tông sư nhưng một khi liên quan đến đối phương lại phẳng phất như hai nữ hài tranh cãi thật khiến người ta không biết nên khóc hay cười yến tuyết ngân ái náy xin lỗi ta không phải đang nói ngươi ta biết ngọc yên la cười cười bất quá tiếp tục nghe hai người ồn ào cũng đau đầu liền nói tránh đi phía trước không ra là thanh khâu quốc thanh hoạch hoa ngươi muốn tìm hẳn có thể tìm ở nơi này thanh khâu dơn dương nhiều ngọc âm nhiều thanh hoạch nơi này chính là nơi sản sinh của thanh hoạch hoa hai mắt tổ an tỏa sáng bên nhân tộc muốn lấy được một cây thanh hoạch hoa còn khó hơn lên trời, bên yêu tộc lại dễ dàng hơn nhiều, về sau mình mở công ty xuất nhập càng, giao dịch vật từ giữa nhân, yêu hai tộc, còn sợ không có tiền nuôi lão bà. Đương nhiên hắn biết cái này chỉ có thể tưởng tượng, lấy song phương thù địch, cái này tuyệt đối là không thể, ngay cả Ngọc Yên La và gia tộc làm ăn cũng phải lén lút, hơn nữa còn bởi vậy bị hứa vũ để mắt tới, dẫn đến cơ nghiệp Ngọc Gia xảy ra vấn đề. Vân Gian Nguyệt Hiếu Kỳ nói, ngươi muốn thanh hoạch hoa làm gì? Tòa An đáp, ta có một bằng hữu, tu luyện đột phá cần thứ này đột phá cần đồ chơi này chưa từng nghe thấy vân gian nguyệt thân là đại tông sư kiến thức rộng rãi nhưng chưa từng nghe qua dùng thanh hoài khoa đột phá bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim tổ an không biết giải thích như thế nào yến tuyết ngân hử lạnh trên đời công pháp tu luyện ngàn ngàn vạn vạn thể chất cũng không giống nhau cần cái này có gì hiếm lạ nàng nghĩ hơn phân nửa là muội hỉ đột phá cần lo lắng vân gian nguyệt hỏi tiếp sẽ biết muội hỉ tồn tại đó là bí mật của nàng và tổ an không muốn bị người khác biết bằng thạch nữ mấy ngày nay không bị đánh ra lại ngứa đúng không vân gian nguyệt điềm nhiên hỏi tổ an vội vàng đôi chủ đề yên là thanh khâu quốc là địa phương sản xuất hồ ly tinh đúng không lúc này ngay cả vân gian nguyệt cũng hứng thú nhân tộc có rất nhiều truyền thuyết liên quan tới hồ ly tinh mà hồ ly tinh bình thường đều đến từ thanh khâu quốc yến tuyết ngân thì vụng trộm liếc nhìn tổ an nàng nghĩ đến lúc trước tổ an nói muốn giúp nàng khuyên vân gian nguyệt đừng khi dễ nàng còn bị mình ngăn cản có điều hắn vẫn yên lặng giúp mình trong lòng nhất thời có cảm giác ngọt lịm ý thức được điểm ấy biểu lộ của nàng cứng đờ nhất định lại là tình kiên hơn kim đang giờ trò quỷ đúng vậy ở hồ tộc nữ tử chiếm đa số bây giờ quốc vương cũng là nữ nhi thiên phú tu hành bình thường không am hiểu chiến đấu nhưng rất am hiểu mỹ thuật ngọc yên la cũng không muốn nghe hai nữ cãi nhau phối hợp giải thích bỗng nhiên tổ an nghĩ đến đắt kỷ không biết nàng và thanh khâu quốc ở thế giới có quan hệ gì không những hồ tộc kia có phải đồ tử đầu tôn của nàng không quốc vương là nữ Vân Gian Nguyệt nhịn không được nhìn Tổ An. Gia hỏa này nhìn thấy người ta, sợ rằng sẽ không đi đường được. Yến Tuyết Ngân lại vô ý thức nói, "Ta thấy chưa hẳn, vận đào hoa của hắn quá mạnh, nói không chừng là Thanh Khâu Quốc Vương nhìn thấy hắn sẽ không đi đường được." Thần sắc của Vân Gian Nguyệt cổ quái, "Được nha, băng thạch nữ ngươi cũng hiểu tình tình ái ái rồi, tựa hồ còn hiểu Tổ An hơn ta." Yến Tuyết Ngân đỏ mặt, trực tiếp quay mặt qua chỗ khác không để ý nàng. Lúc này Ngọc Yên La mở miệng nói, vốn cùng là tộc trưởng các tộc ta đi ngang qua phải bái phòng thanh khâu quốc vương một chút bất quá vì ngăn phức tạp lần này chúng ta khiêm tốn vào thành tìm thanh hoạch hoa xong liền rời đi a à, tổ ngươi không có ý kiến chứ tổ an nghiêm mặt nói đương nhiên không có ý kiến thời gian cấp bách lên đường quan trọng xinh đẹp nhất hồ tộc chính là đắt kỷ hắn tự nhiên không có hứng thú quá lớn với thanh khâu quốc vương gì kia vân gian nguyệt thở dài thực ra ta rất tò mò về hồ ly tinh vừa vặn có thể tìm nàng lợn bàn mỹ thuật yến tuyết ngân xì một cái phi không biết xấu hổ Vân Gian Nguyệt đang muốn phát tác, Tổ An lại hơi kinh ngạc nói, à, người biết mỹ thuật, ngày bình thường nhìn không ra nha. Ngay cả Ngọc Yên La cũng tò mò đánh giá nàng, nếu nói ngày bình thường Yến Tuyết Ngân giống tiên tử di thế mà độc lập, như vậy Vân Gian Nguyệt bày ra vẻ ung dung uy nghiêm, cả người có sát khí gần như thực chất, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trên người nàng là không có cái bóng của mỹ thuật nha. Vân Gian Nguyệt hử lạnh, nếu ta không biết, mỹ thuật của Hồng Lệ là ai dạy, chẳng qua ở thế tục này, còn không có nam nhân đáng giá bổn tọa thi triển mỹ thuật mà thôi. Nàng vừa nói xong, bỗng nhiên thấy Yến Tuyết Ngân và Ngọc Yên La đều nhìn về phía tổ an, không khỏi xấu hổ, các người nhìn hắn làm gì. Một đường cãi nhau ở Mỹ, rất nhanh đã tiến vào thanh khâu thành, bởi vì xe thằn lằn quá bắt mắt, Ngọc Yên La không muốn bại lộ thân phận, nên để tinh nô mang theo thủ hạ trở ở ngoài thành, mấy người bọn họ vào thành một chuyến. Yến Tuyết Ngân và Vân Gian Nguyệt đều rất hiếu kỳ về hồ tộc nên đi theo, vì ngăn ngừa dung mạo trêu chọc phiền phức, các nàng đều đeo khăn che mặt. Vào thành, ven đường treo các loại đèn lồng, tượng đá, đều là hình thái hồ lý khác nhau. Trong thành tràn ngập vị son phấn nồng đậm, khắp nơi đều là hồ nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy, có cao gầy, có đầy đàn, có đáng yêu. Y phục lớn mật hơn nhân tộc rất nhiều, bất quá lại không có chính thức lộ ra cái gì, loại tư thái nửa khép nửa hở này là mê người nhất. Những hồ nữ kia đều có một điểm giống nhau, là lỗ tai lông xù xinh đẹp, phối hợp mỹ thái, lộ ra sắc khí tràn đầy. Bên cạnh các nàng đều có nam tử các tộc, tay nắm tay vừa nói vừa cười, bộ dáng cực kỳ thân mật. Trong nháy mắt, Tổ An cho rằng mình đi tới thiên thượng nhân gian. Ngọc Yên La nhỏ giọng nhắc nhở, đừng nhìn những hổ nữ kia bộ dáng đa tình, trên thực tế rất khó chính thức chiếm được tiện nghi của các nàng, các nàng là lấy đùa bỡ nhân tâm làm vui thú. Yến Tuyết Ngân kinh ngạc, đã biết đặc điểm của các nàng, vì sao những người này còn che giả măng mọc. Vân Gian Nguyệt cười nhạo, cho nên nói ngươi không hiểu nam nhân. Yến Tuyết Ngân cười lạnh, nói giống như ngươi rất hiểu vậy. Hai người đang muốn ầm ĩ, lúc này một thanh âm tiện tiện truyền đến, ta nhìn mấy vị hôm nay sợ là có họa sát thân muốn bói một quẻ không? Mấy người nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân béo mập đứng ở trước mặt, người mặc hạnh hoàng đạo bào, trên mặt thịt ục ục, cười rộ lên ánh mắt sắp hiếp thành sợi, lại thêm cái bụng thật to, ống tay áo không biết dính dầu mỡ gì, cả người không có một chút cảm giác tiên phong đạo cốt. Nhưng hết lần này tới lần khác tay cầm một cây cờ, trên đó viết ba chữ to ngô bán tiên. Vân gian nguyệt lấy củi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng yến tuyết ngân, đạo môn các ngươi cũng có môn đồ ở yêu tộc. Đạo môn có rất nhiều phe phái, điểm giống nhau đều tu đạo thành tiên, siêu thoát chính mình. Bạch Ngọc Kinh là đại môn phái lớn nhất trong đạo môn. Yến Tuyết Ngân đáp, chỉ cần có tâm hướng đạo, chỗ nào cũng có thể tu luyện, trong yêu tộc có đệ tử đạo môn hiếm lạ lắm sao. Tổ An nhịn không được cười lên, có phải chúng ta nhờ người tính một quẻ, là có thể gặp sự hóa lành, chuyển nguy thành ăn không? Trên địa cầu, những trò xếp này đã chơi nát, không nghĩ tới ở dị giới cũng đụng phải. Không phải vậy. Đạo sĩ bé lắc đầu, giúp các người tính toán một quẻ đo lành giữ, sau đó ta lại căn cứ quẻ tượng, cho ra đường hóa giải tương ứng, các người làm theo mới có thể gặp sự hóa lành. mấy người đều là nhân vật xuất chúng đương thời, đương nhiên sẽ không bị những thủ đoạn này lừa gạt. tổ an ném qua một thỏi bạc, đoán mệnh thì không cần, hỏi ngươi vấn đề, trong thành này có thương hội nào, nhà nào nguồn cung cấp sung túc nhất. loại lừa đảo giang hồ này, tin tức khẳng định là linh thông nhất. bọn họ chưa quen thuộc thanh khâu quốc, nhưng loại người này khẳng định rõ ràng. đạo sĩ béo kia chừng to mắt, đương nhiên coi như hắn liều mạng mở to cũng không nhiều lắm, tròn trịa giống như mắt chuột. nguyên lai like các ngươi là đạo phỉ còn muốn cướp đoạt thương hội, bần đạo không làm sự tình phạm pháp." Nói xong xoay người rời đi. Mọi người trợn mắt, có phải gia hỏa này bị bệnh hay không? Tổ An kéo biến tóc hắn lại, lấy tiền xong, không trả lời vấn đề đã muốn đi. Đạo sĩ béo kia vốn nghiêm túc, nghe vậy lập tức cười rộ lên, "Vị công tử này nói gì thế? Nhìn ngươi Ngọc Thụ Lâm Phong, anh tuấn tiêu sái, bạn gái bên cạnh phong thái yểu điệu đẹp như thiên tiên, khẳng định không phải đạo phỉ trong thanh khâu thành này, thương hội lớn nhất tên phúc khắc từ thương hội, ngay ở phía trước." Tổ An gật đầu, đang muốn rời khỏi, đạo sĩ béo kia lại gọi hắn về, công tử xin dừng bước. Còn có chuyện gì? Tổ an cảnh giác nhìn hắn, xem ra hỏa này còn đùa nghịch chiêu gì. Đạo sĩ béo vớt sâu cá chê, ngô lương ta là thiên cơ sư, giúp người su cát tị hùng là sứ mệnh của chúng ta, ta bói cho ngươi một quẻ. Tổ an tức đến sạm mặt lại, ta không cần. Ngọc Yên La lặng lẽ hỏi thăm Yến Tuyết Ngân, thiên cơ sư là cái gì? Nàng chưa từng nghe nói, nhưng tên tuổi nhìn rất châu bò, Yến Tuyết Ngân là người trong đạo môn, hẳn sẽ rõ ràng thần sắc của Yến Tuyết Ngân có chút cổ quái, là đám thuật sĩ đoán mệnh thiếp vàng lên mặt mình mà thôi. Ngọc Yên la. Là... Vân Gian Nguyệt thầm mắng một tiếng, đạo môn các ngươi quả nhiên đều là thần côn. Lúc này đạo sĩ béo kia nói, "Không được, đây là phẩm đức nghề nghiệp của chúng ta, vừa rồi thu tiền của ngươi, không giúp người hóa lành giữ, thiên cơ ngược lại sẽ trừng phạt ta." Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, trong tay bắt pháp quyết cổ quái, miệng lẩm bẩm chú ngữ nghe không hiểu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, "Tối nay sợ rằng công tử sẽ gặp một trận đào hoa." lời vừa nói ra ánh mắt ba nữ đều nhìn chăm chăm tổ an giờ khác này ba nữ không hẹn mà cùng cảm thấy quẻ này rất chuẩn cảm nhận được sát cơ xung quanh trong lòng tổ an ân cần thăm hỏi nữ tính trong nhà đạo sĩ béo này hừ vừa rồi ngươi nói chúng ta có họa sát thân lúc này lại nói ta gặp phải đào hoa có phải nói dối nhiều quá quên mất mình nói cái gì hay không thật sao ta có từng nói như vậy sao đạo sĩ béo phản ứng cũng nhanh lập tức đáp cả hai không có xung đột nha nữ tử ngọc thầy mới phá chẳng phải sẽ có huyết quang ánh mắt chúng nữ càng không tốt ngọc yên la thì nghĩ mình sớm đã trao thân cho tổ an cái này hẳn không phải nói ta vậy rốt cuộc là yến tuyết ngân hay vân gian nguyệt bất quá ở trong lòng nàng tuy tổ an bị lực vô hạn là nam nhân tốt nhất trên đời nhưng hai người này một cái giáo chủ ma giáo một cái đứng đầu bạch đạo thực rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh loại sự tình này với tổ an vân gian nguyệt cũng nghĩ như thế ngọc yên la và tổ an ngủ không biết bao nhiêu lần đương nhiên cũng không thể nào là mình chẳng lẽ là yến tuyết ngân có điều nàng lập tức bỏ đi ý niệm này Băng thành nữ làm sao có khả năng yêu nam nhân, nghĩ đến hơn phần nửa là hồ nữ trong thành. Hoa tâm đại củ cải kia, loại sự tình này còn thật có khả năng phát sinh. Lúc này trên mặt yến tuyết ngân mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn, bài trường ngọc yên la đầu tiên, yêu nữ dữ giản như vân gian nguyệt cũng không có khả năng. Chẳng lẽ quẻ tượng này nói là ta? Người khác không rõ, nhưng nàng biết trong khoảng thời gian này mình và Tổ An là quan hệ cắt không đứt ý còn loạn, vì không phải người yêu, nhưng giữa hai người rất nhiều chuyện còn thân mật hơn người yêu chân chính chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Nếu quả thật phát sinh loại chuyện đó, nàng cũng sẽ không ngoài ý muốn. Xong, hôm nay tuyệt đối không thể đơn đầu gặp hắn, miễn cho có ngoài ý muốn gì phát sinh. Cảm nhận được bầu không khí quỷ dị giữa ba nữ, sắc mặt tổ an không tốt nhìn đạo sĩ béo. Người rõ ràng nói là họa sát thân, cái đồ chơi này cũng có thể gò ép lên sao. Đạo sĩ béo không chút hoang mang giải thích, không phải, đào hoa có hai loại, một loại là vận đào hoa, một loại là đào hoa kiếp, tối nay ngươi gặp vừa vặn là đào hoa kiếp tự nhiên tính là họa sát thân. Tổ An Hắn còn muốn nói tiếp, đối phương đã lắc đầu nói, thiên cơ không thể tiết lộ, nói đến thế thôi, công tử tự giải quyết cho tốt. Bỗng nhiên Ngọc Yên la mở miệng nói, vậy ngươi tính cho ta một quẻ xem. Đối phương nói mấy câu đã làm lòng nàng ngứa ngáy, chủ yếu là lo lắng Tổ An thật gà phải nguy hiểm gì, nên dự định thử đối phương, xem đối phương đến cùng là có chân tài thực học, hay chỉ là nói năng bậy bạ. Phu nhân muốn xem gì? Đạo sĩ béo mặt mày hấn hở, không giống nam tử khác chấn kinh sắc đẹp của nàng, hơn nữa đây cũng không phải giả vờ mà hắn cảm thấy hứng thú là vật khác ngọc yên la suy nghĩ một chút nói con nối dõi biểu lộ của vân gian nguyệt và yến tuyết ngân nhất thời có chút mất tự nhiên đây là công khai vùng thức ăn cho chó sao đạo sĩ béo cười híp mắt nói phu nhân mở tay ra để ta xem một chút ngọc yên la đưa tay ra trước người đạo sĩ béo kia không có đi tiếp xúc mà ở xa xa quan sát thế giới này đa số là người tu hành ánh mắt rất tốt không sợ thấy không rõ thật lâu sau hắn mới nghi ngờ nói không có đạo lý nha phu nhân eo nhỏ mông lớn điển hình của dáng người sinh nhi tử vì sao cả đời chỉ có một con hơn nữa còn là nữ nhi mấy người khác không có cảm giác gì nhưng trong lòng ngọc yên la thì sóng to gió lớn bởi vì huyết mạch mỹ đỗ toa đặc thù cả đời xác thực chỉ có một con hơn nữa định trước sẽ là nữ nhi yến tuyết ngân và vân gian nguyệt chú ý tới phản ứng của nàng trong lòng không khỏi chấn động lấy kiến thức của các nàng tự nhiên cũng đoán được một chút chẳng lẽ đạo sĩ kia thật có bản lĩnh bất quá cũng có thể là sớm biết thân phận của ngọc yên la Vân Gian Nguyệt cười híp mắt nói, đạo trưởng cũng tính cho chúng ta xem. Đạo sĩ béo kia cười híp mắt đáp, bình thường loại tình huống này phải thêm tiền, bất quá hôm nay nhìn mấy vị chỉ cảm thấy hữu duyên, nên miễn phí đưa tặng. Vân Gian Nguyệt dùng cùi trò đụng đụng Yến Tuyết Ngân, ý bảo nàng xem trước. Yến Tuyết Ngân đang muốn phát tác, lại nghe đạo sĩ béo ồ một tiếng, kỳ quá thay kỳ quá thay, mệnh cách của cô nương này vốn cô độc cả đời, nhưng gần đây tựa hồ hồng loan tinh động, cứ thế mà cải mệnh, bất quá đã định trước kiếp nạn trùng điệp, rất khó tu thành chính quả đồng thời còn sẽ thương tổn đến người thân cận nhất. Lời vừa nói ra, Vân Gian Nguyệt cười ha ha, đã nói đạo sĩ béo ngươi là tên lừa đảo, băng thành nữ này còn hồng loan tinh động, quả thực là cười chết người. Ngọc Yên La lại không cười, mà như có điều suy nghĩ, nàng rõ ràng mị lực của Tổ An, lại thêm trong khoảng thời gian này sớm chiều ở chung, xác thực rất khó có nữ nhân cự tuyệt được mị lực của hắn. Bất quá Yến Tuyết Ngân không phải người bình thường, là băng sơn tiên tử nổi danh, thực sẽ có liên quan gì với A Tổ sao? Yến Tuyết Ngân vô ý thức nhìn Tổ An, vừa vặn đụng phải hắn cũng nhìn về bên này, làm nàng trột dạ rời ánh mắt. Trái tim phanh phanh nhảy lên. Cô độc sống cả đời, gần đây hồng loan tinh lại động, sẽ thương tổn đến người thân cận nhất. Trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng thương tâm thất vọng của sơ nhan sau khi biết được chân tướng, đầu óc nàng trống rỗng. Chẳng lẽ ta và tổ an đã định trước có một đoạn tình duyên? Còn nữa, vừa rồi đạo sĩ béo nói kiếp nạn trùng điệp là có ý gì? Bỗng nhiên nàng buồn bã cười một tiếng, ở cùng nam nhân của đồ đệ, mặc kệ là nhân luân hay đạo đức, đều sẽ bị ngàn người chỉ trỏ, không phải kiếp nạn trùng điệp thì là cái gì lúc này thanh âm của ngọc yên la vang lên phiền phức đạo trưởng xem cho nàng bởi vì đạo sĩ kia có chút thần dị nên giọng nói của nàng khách khí hơn rất nhiều vừa nói vừa nắm tay vân gian nguyệt bày ở trước mắt đối phương vân gian người xem thường ta có cái gì mà xem lúc này đạo sĩ béo kia nhìn tay nàng nhất thời sợ hãi cả kinh cô nương sát khí ngút trời nha nụ cười của vân gian nguyệt cứng đờ ánh mắt nhìn về phía đạo sĩ béo có chút ngưng trọng bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim bỗng nhiên đạo sĩ béo tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỉ vào yến tuyết ngân nói kỳ tai quái tai mệnh cách của người vốn giống như vị cô nương này cô độc sống cả đời thậm chí có tỷ lệ chết không được yên lành rất lớn nhưng đoạn thời gian trước tựa hồ vận mệnh xảy ra biến hóa à tại sao lại là hồng loan tinh động vân gian nguyệt sầm mặt lại đạo sĩ thúi người nói hưu nói vượn nữa có tin ta quất ngươi hay không nàng là ai đường đường giáo chủ thánh giáo giết đến quần hùng bó tay muôn ngựa im tiếng nàng làm sao có khả năng cần nam nhân Ngày bình thường những nam nhân kia nói chuyện với nàng trong lòng cũng run sợ, ai dám có tâm tư như thế. Trước mắt xem ra, chỉ có tổ an và nàng quan hệ tốt chút, nhưng nàng tự nhận đây là tình tỷ đệ, không tồn tại cái khác, cho nên tự nhiên nghĩ đạo sĩ béo này nói với nói phần. Đạo sĩ béo cười vuốt dâu, mặc kệ cô nương tin hay không, nhưng số mệnh an bài là không cách nào trốn tránh. Hơn nữa nghe bần khuyên một câu, ngày thường tu thân dưỡng tính, bớt tạo sát nghiệt, bằng không dễ gây họa tới con cháu. Vân gian người giận dữ, ha ha, đạo sĩ béo ngươi giỏi như thế, vậy có tính tới hôm nay mình sẽ có họa sát thân hay không đạo sĩ béo biến sắc cô nương nhân vật bậc nào sao có thể bởi vì vài câu hồ ngôn loạn ngữ mà khó xử bần đạo vừa rồi bần đạo có khả năng nhìn lầm để ta xem lần nữa không được bổn tọa đã lên sát tâm tất phải thấy máu khi thế cô vân gian nguyệt khóa chặt đạo sĩ béo đang muốn xuất thủ yến tuyết ngân lại che ở giữa hai người vừa rồi ngươi nói gây họa tới con cháu nàng sẽ có con cháu có con cháu tất nhiên sẽ có nam nhân cũng không biết người nào có bản lĩnh này có thể chinh phục yêu nữ kia đương nhiên nàng mệnh trung chú định có một đứa con gái đạo sĩ béo vô ý thức đáp buồn cười sắc mặt của vân gian nguyệt triệt để trầm xuống lời đồn đại như vậy nếu chuyển đi nàng nhiều năm tân tân khổ khổ đánh xuống uy danh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát dù sao mọi người sẽ nghĩ vân gian nguyệt ngươi ngày thường bá đạo như vậy kết quả vẫn bị nam nhân chơi còn sinh con cho hắn yến tuyết ngân lại vui vẻ nữ nhi tốt nữ nhi thân mật còn có thể hoàn mỹ tiếp nhận truyền thừa của ngươi đỉnh đầu của vân gian nguyệt sắp bốc khói Lúc này đạo sĩ béo kia nói, vì cô nương này không cần hâm mộ, ngươi cũng sẽ sinh một đứa con gái, a à, kỳ quái, sao các ngươi đều sinh nữ như thế nhỉ? Nụ cười của Yến Tuyết Ngân trong nháy mắt cứng đờ. Vân Gian Nguyệt nhất thời đổi giận thành vui, cười lên ha hả, nói không chừng ngày nào đó ta tâm huyết dâng trào, tìm nam nhân sử dụng cũng không phải không có khả năng, bất quá băng thạch nữ ngươi phải ở dưới tình huống gì mới có thể sinh con cho nam nhân, chẳng lẽ là bị cưỡng gian. Yến Tuyết Ngân ngây người, không ngờ tới sẽ dẫn lửa thiêu thân, mình thực sẽ có nữ nhi nàng vô ý thức nhìn tổ an, chẳng lẽ sinh cho hắn? nghĩ tới đây nhất thời kinh hãi. bỗng nhiên ngọc yên la chỉ vào tổ an nói, vậy hắn có mấy đứa bé? xem nhiều như vậy phải thêm tiền. đạo sĩ béo lẩm bẩm, bất quá vẫn nhìn tổ an, nhất thời tấm tắc. con cháu đầy đàn. con cháu đầy đàn là có ý gì? bà nữ khẽ giật mình, là ý ở mặt chữ, có rất nhiều con cái. ân, bất quá tựa hồ nữ nhìn nhiều, nhi tử ít. đạo sĩ béo vừa quan sát vừa phê bình nói, tiểu tử ngươi nhìn cao to, lại không sinh được nhi tử hai mắt tổ an tỏa sáng nếu nhìn nhiều nhu thuận thân mật tốt hơn nhi tử tinh nghịch nhiều đạo sĩ đáo này rất biết nói chuyện ba nữ cũng cười rộ lên chúc mừng chúc mừng tổ an bản năng đáp lại cảm ơn cảm ơn bỗng nhiên biểu lộ của ba nữ cứng đờ sao số liệu không khớp thế nhỉ ba nữ đồng thời hung tợn trường tổ an đến từ ngọc yên la điểm nộ khí cộng bốn trăm bốn mươi bốn cộng bốn trăm bốn mươi bốn cộng bốn trăm bốn mươi bốn đến từ yến tuyết ngân điểm nộ khí cộng bốn trăm bốn mươi bốn cộng bốn trăm bốn mươi bốn cộng bốn trăm bốn mươi bốn Đến từ Vân Gian Nguyệt, tiềm độ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Nhìn hệ thống thu được trị số to lớn, Tổ An bị dọa đến tây cả da đầu, đang muốn đi tìm kẻ cầm đầu tính sổ, lại ngạc nhiên phát hiện đạo sĩ béo kia đã không thấy. À, ngu lưng kia đâu? Chúng nữ nhìn lại, cũng giật mình nhíu mày. Đạo sĩ béo này có chút thần bí. Ngọc Yên la lo lắng. Cũng không biết là địch hai bạn. Trên người hắn tựa hồ có pháp bảo che lấp khí tức, thấy không rõ tu vi thật sự. Vân Gian Nguyệt nói, Yến Tuyết Ngân cũng gật đầu, hắn nói chuyện thật giả khó liệu, tối nay cẩn thận một chút. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn chằm chằm Tổ An, những nghi từ nữ nhi kia của hắn trong thời gian ngắn không có cách nào nghiệm chứng, nhưng nói tối nay hắn có đào hoa kiếp thì nghiệm chứng rất tốt. Tổ An xấu hổ, ta cảm thấy không nên bị hắn nắm mũi dẫn đi, trước đi tìm Thanh Hoạch Hoa, tìm được trước khi trời tối chúng ta rời khỏi nơi này. Bây giờ ba mỹ ở bên, hắn dám có tâm tư dưỡng ngộ, có thể xinh đẹp hơn ba cái này sao? Hơn nữa dính tới họa sát thân, nghe đã hãi hùng khiếp vía chúng nữ không có dị nghị cả đám đều rơi vào tâm tư riêng nghĩ đến quẻ tượng vừa rồi có chút mất hồn mất vía tiếp xuống mọi người đi tới phúc các từ thương hội nhìn tiêu chí của thương hội tổ an nghĩ thầm khó trách gọi cái tên này sau khi đi vào nhân viên công tác thấy bọn họ khí độ bất phàm rất nhanh có trưởng quỹ ra đón biết được ý đồ đến không khỏi áy náy nói thực xin lỗi gần đây chúng ta xác thực thu một nhóm thanh hoạch hoa nhưng đã bị người sớm đặt trước tổ an trầm giọng nói ta có thể ra gấp đôi thanh hoạch hoa rất trọng yếu với hắn bây giờ đắt kỳ đột phá thất phẩm chỉ thiếu tài liệu này trưởng quỹ kia lắc đầu nói khách nhân không nên làm khó chúng ta làm ăn coi trọng chữ tín đối phương là bằng hữu chúng ta hợp tác lâu dài hơn nữa lần này chỉ tên muốn cái này ngọc y la nói chúng ta ra gấp 10 lần trưởng quỹ hẳn phải biết cái giá này đủ để người mua lại mấy lần yến tuyết ngân và vân gian nguyệt mặt lộ dị sắc tuy hai người địa vị cao nhưng tông môn rất nhiều nơi đều cần dùng tiền rất khó vùng tay giống nàng tổ an thật biết ăn bám trưởng quỹ cực khổ nói nói thật giá tiền này ta cũng rất động tâm, nhưng bên kia là bằng hữu hợp tác đã lâu, nếu vì chút tiền này đắc tội bọn họ, thương hội của chúng ta sẽ tổn thất lợi ích lâu dài, nếu mấy vị muốn thanh hoạch hoa như vậy, có thể đến thanh khâu vương cung thử xem, chỗ đó hẳn còn hàng tồn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trước đó chính là vì tránh tiếp xúc thanh khâu quốc, mới lặng lẽ vào thành, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại vẫn tránh không khỏi. Ánh mắt của Ngọc Yên la sắc bén lên. Thanh khâu quốc lớn như vậy, vì sao trừ chỗ các ngươi, thì chỉ trong vương cung mới có thanh hoạch hoa. Trưởng quỹ kia đáp, bởi vì hiện tại đã qua mùa vụ sản xuất thanh hoạch hoa chế tác thuốc màu luyện đan chế dược rất nhiều nơi đều cần thanh hoạch hoa mỗi tộc đều có nhu cầu rất lớn sớm đã thu mua bảy tám phần lại thêm sản lượng thanh hoạch hoa cũng không tính nhiều bây giờ tự nhiên rất khó cầu nếu không phải nề tình ngọc yên la dung mạo xinh đẹp hắn mới sẽ không phí nhiều miệng lưỡi như vậy lúc này vân gian nguyệt hỏi nghe nói quốc chủ các ngươi là đại mỹ nhân nổi danh không biết là thật hay giả trong lòng mọi người khẽ động biết nàng là nhân cơ hội tìm hiểu tình báo bây giờ bọn họ biết thanh khâu quốc quá ít cho dù là ngọc yên la cũng thời gian dài không ở yêu tộc biết có hạn nghe nàng hỏi quốc chủ của mình hai mắt trưởng quỹ kiên nhất thời tỏa sáng cái này còn có thể ra được sao quốc chủ của chúng ta là nữ nhân đẹp nhất toàn bộ thanh khâu quốc có phải bởi vì nàng là quốc vương cho nên mọi người mới nịnh nọt nàng hay không vân gian nguyệt cười hiếp mắt nói cố ý khích hắn để lấy được càng nhiều tình báo dĩ nhiên không phải cũng không phải chỉ bách tính chúng ta nói như vậy bộ tộc khác đến cũng thật lòng tán thưởng trưởng quỹ kiên nói hơn nữa nàng có thể lên làm quốc chủ là bởi vì huyết mạch tinh khiết nhất mà hồ tộc huyết mạch càng tinh khiết sẽ càng thêm xinh đẹp phải biết quốc chủ đời trước ngay cả yêu hoàng cũng động tâm chỉ bất quá bởi vì truyền thống hồ tộc quốc chủ không thể gà ra ngoài chỉ có thể chiêu tế cho nên việc này không thành bây giờ quốc chủ so với mẫu thân của nàng có thể nói còn hơn một bậc tổ an hiếu kỳ phụ thân của quốc chủ hiện tại là ai huyết mạch càng tinh khiết thì càng lợi hại mấu chốt là làm sao bảo trì tinh khiết tổng không đến mức huynh muội kết hợp chứ trưởng quỹ kia lắc đầu này thì không rõ ràng vân gian nguyệt hiếu kỳ trượng phu của quốc chủ mà các ngươi cũng không rõ ràng trưởng quỹ lạnh nhạt nói cái này có gì kỳ quái hồ tộc chúng ta lấy nữ vi tôn người kia chỉ được quốc chủ đưa vào hậu cung làm nam sùng mà thôi sao có thể được xưng trượng phu một nam sùng cần chúng ta chú ý sao thần sắc của tổ an cổ quái nghĩ thầm ngươi cũng là nam nha sao nói giống như thiên kinh điện nghĩa vậy vân gian nguyệt cười rộ lên nghe ngươi nói ta ngược lại có chút yêu mến chỗ các ngươi trưởng quỹ kia thuận thế nói không bằng mấy vị cô nương gia nhập thanh khâu quốc chúng ta lấy dung mạo của các người có thể đồng thời cưới rất nhiều nam nhân trên cơ bản đều là mặc cho các người chọn tuy bọn họ che mặt nhưng thân hình yểu điệu rung động lòng người khuôn mặt như vẽ chỉ cần không mù cũng biết các nàng khẳng định là mỹ nhân tuyệt sắc vừa nói hắn vừa lại gần các người xem ta thế nào đừng nhìn ta hơi xấu nhưng ta rất ôn nhu hơn nữa còn có một thương hội làm đồ cưới đủ để cho các người vinh hoa phú quý cả đời các người còn có thể cưới mỹ nam tử khác tổ an nghe mà khuôn mặt co giật rốt cục nhịn không được đẩy hắn qua một bên, sau đó lôi kéo mấy người rời đi. Vân Gian Nguyệt cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, "Sú tiểu tử, ngươi sẽ không ăn dấm đó chứ?" Sắc mặt của Yến Tuyết Ngân cũng đỏ lên, không biết vì sao, nhìn thấy hắn lúng cuốn nàng rất cao hứng. Ngọc Yên La cũng cười nói, "Phong tục của hồ tộc xác thực rất kỳ lạ, nhất thời không tiếp nhận được là rất bình thường." Mấy người nói chuyện một lúc, bắt đầu thương nghị tiếp xuống làm sao bây giờ. Yến Tuyết Ngân cao mày nói, "Sao ta luôn có cảm giác có người tận lực dẫn chúng ta tới chỗ Thanh Khâu Vương cung?" mấy người khác cũng có cảm giác như vậy, đặc biệt là liên tưởng đến quẻ tượng của đạo sĩ béo kia, cảm thấy mùi vị âm mưu nồng đầm. Vân Gian Nguyệt nói, theo ta thấy, so với bị người nắm mũi dẫn đi, còn không bằng cấp thương hội này, trực tiếp phá cục. Yến Tuyết Ngân tức giận chừng nàng, suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, không hổ là yêu nữ ma giáo. Lấy tính tình của nàng, tự nhiên không thể tiếp nhận sự tình như vậy. Vân Gian Nguyệt lạnh lùng nói, thế giới này vốn mạnh được yếu thua, loại người từ nhỏ cơm ngon áo đẹp giống ngươi, nói như vậy khó tránh khỏi quá kịch cưỡng mắt thấy hai nữ lại muốn ầm ĩ tổ an đang muốn khuyên bảo bỗng nhiên một đội kỵ binh phi nhanh tới làm người khác chú ý là mỗi kỵ binh đều nữ tính lỗ tài lông xù cái đuôi nhẹ nhàng lay động tất cả đều là hồ nữ hồ nữ vốn kiểu mị một đám thiếu nữ thanh xuân ở cùng một chỗ nhìn liền cảnh đẹp ý vui bất quá khiến người chú mục nhất là nữ tử cầm đầu không cưỡi ngựa giống người khác nàng cưỡi một con bạch lộc cao lớn mày như thúy vũ già như mỡ dê làn thu thủy trong vắt xinh đẹp tư thế thon dài yêu mị mấy người khiếp sợ, hồ tộc tùy tiện một thủ lĩnh kỵ binh cũng có thể đẹp thành như vậy. Như vậy quốc chủ thanh khâu quốc danh xưng đệ nhất mỹ nhân sẽ đẹp như thế nào? Bất quá càng để bọn hắn chấn kinh là, đội đội kỵ này dừng lại ở trước mặt bọn họ, thủ lĩnh cầm đầu tung người xuống ngựa, eo thon treo ngọc bội chập trờn, và chạm ra thanh âm êm tai, làm cho lòng người chập trờn theo. Nữ tử tuyệt sắc hơi gật đầu tỏ ý, sau đó nhìn ngọc yên la nói, Mỹ đỗ toa nữ vương thật vất vả đến một chuyến, sao không cho ta tận tình địa chủ. Ngọc yên la mặt lộ dị sắc, ngươi là nữ tử tuyệt sắc hé miệng cười nói quên tự giới thiệu ta là đồ xuân vũ đồ sơn là quốc họ của thanh khâu quốc mà tên của quốc chủ thanh khâu quốc chính là đồ xuân vũ không có người hoài nghi thân phận của nàng bởi vì phong thái này ở toàn bộ thanh khâu quốc không có người thứ hai bất quá vân gian nguyệt và yến tuyết ngân lại chấn kinh các nàng vào trước là chủ nghĩ thanh khâu quốc chủ là hồ ly tinh yêu mị nhất toàn bộ quốc gia hẳn là loại vưu vật điên đảo chúng sinh mới đúng kết quả trước mắt lại như một thiếu nữ thanh xuân tuy rất đẹp nhưng trên người không toát ra một chút mị thái ngược lại cực kỳ thanh thuần như muội muội nhà bên thậm chí còn toát ra một loại khí tức ngây ngô khiến người ta kìm lòng không được thương tiếc tổ an lại nghĩ càng nhiều bởi vì khí chất trên người đồ sơn vũ giống như đã từng quen biết trước đó nhìn thấy đắt kỳ cũng là loại cảm giác này không biết nàng đến cùng là thật ngây ngô hay đã luyện mỹ thuật đến cảnh giới tiếp cận đắt kỳ xà tộc ngọc yên la ngọc yên la cười cười không có hỏi vì sao đối phương nhận ra mình dù sao nơi đây cũng là địa bàn hồ tộc ta nghe qua phương danh của tỷ tỷ hôm nay gặp mặt lại còn xinh đẹp hơn trong truyền thuyết trong mắt đồ sơn vũ lóe lên vẻ kinh diễm quốc chủ quá khen ta nhìn ngươi mới là khuynh quốc huỳnh thành ngọc yên la cũng rất thương nghiệp thổi phồng lẫn nhau mọi người ở xung quanh nghe tin chạy đến nhìn thấy mấy mỹ nữ tuyệt sắc ganh đồ sắc đẹp nước miếng sắp chảy ra nói chuyến đi này không tệ nơi này quá ồn ào tỷ tỷ theo ta vào cung một chuyến được không đồ sơn vũ mời thật vất vả mới đến thanh khâu quốc nhất định phải cho ta cơ hội chiêu đãi lời nói nói đến mức này Ngọc Yên La cũng không tiện cực tuyệt, vậy thì phiền phức. Đồ Sơn Vũ nhìn mấy người còn lại, bọn họ đều là bằng hữu của tỷ tỷ sao, vậy cùng một chỗ đi, bằng hữu của tỷ tỷ quả nhiên đều là người trung linh dục tú. Yến Tuyết Ngân và Vân Gian Nguyệt nhớ kỹ đạo nhân mập vừa rồi nói, thanh khẩu quốc chủ lại đột nhiên xuất hiện, nghĩ thầm chẳng lẽ ứng nghiệm ở trên người nàng. Cho nên cả đám đều quan sát đối phương và tổ an, nhưng ánh mắt đối phương chỉ đào qua tổ an một cái liền rời, giống như nhìn hạ nhân. Bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim ngược lại lực chú ý đều ở trên thân bọn họ, không biết là chấn kinh khí chất của hai người, hay điều tra tu vi của các nàng. Hai nữ chợt nhớ tới vừa rồi trưởng quỹ kiên nói, thanh khâu quốc là quốc gia nam hèn nữ tôn, đối phương phản ứng như vậy thực quá bình thường. Phải biết ở trong xã hội nhân tộc, thời điểm cung đình quý tộc tụ hội, cũng sẽ không có người để ý tới cơ thiếp. Nghĩ tới đây, hai người không khỏi mỉm cười, tổ an cũng có hôm nay. Tổ an không thèm để ý, hắn sớm đã không phải thiếu niên thời điểm vừa mới xuyên qua, Tiếp trước hắn hoàn toàn không hiểu những phú hào nổi tiếng tuyên bố không biết nữ nhân bên cạnh có xinh đẹp hay không cảm giác bọn hắn chỉ giỏi trang bức nhưng bây giờ lại cảm thấy đó là lời thật lòng bởi vì bên người bọn hắn đều là các loại nữ nhân xinh đẹp cho nên xinh đẹp đối với bọn hắn mà nói không phải lựa chọn trọng yếu ngược lại càng coi trọng khí chất tính cách bây giờ tổ an cũng kém không nhiều bên người nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy tất cả đều là mỹ nhân nổi danh thiên hạ còn có đệ nhất mỹ nữ trong lịch sử đắc kỷ cho nên tuy đồ sơn vũ rất đẹp nhưng không đến mức để hắn có tâm tình ba động hắn ngược lại suy nghĩ vấn đề khác, trước đó đạo sĩ béo kia đến cùng là giang hồ lừa đảo, hay thật đến mật báo. Thế nhưng nếu nói mật báo, đoàn người mình lại không biết hắn, hơn nữa việc quan hệ tới thanh khâu quốc chủ, hắn có năng lượng sớm biết rõ ràng như vậy sao? Hắn đến cùng có mục đích gì? Bất quá kiếp trước xem nhiều phim như vậy, hắn đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Hôm nay phải cẩn thận, quẻ tượng họa sát thân thả rằng tin có, không thể tin không. Tiến vào vương cung thanh khâu quốc, so với hoàng cung nhân tộc, tự nhiên là kém xa, nhưng so với gia tộc đơn sơ, nơi này lại phồn hoa hơn rất nhiều. Nguyên nhân hẳn là bởi vì hồ nữ, rất nhiều thương gia mộ danh mà đến, giúp tiến thương nhiều phồn vinh. Phong cách của Thanh Khâu Vương cung rất đặc biệt, lối kiến trúc có chút tiếp cận Nhật Bản cổ điển, trong phòng trang sức vàng son lộng lẫy, hơn nữa khắp nơi đều là trang sức hoa văn hình bầu dục, phong cách giống tây vực kiếp trước. Sau khi vào vương cung, liền có thị nữ đến giúp đồ sơn vũ gỡ áo choàng xuống, dáng người mỹ lệ nhất thể hiện ra không sót gì, thướt tha tinh xảo, yêu kiều một nắm tỷ tỷ hẳn là theo yêu hoàng hiệu triệu đến vương đình đồ sơn vũ đáng yêu tiến tới rất tự nhiên kéo tay ngọc yên la ngọc yên la có chút không quen nàng thân mật bất quá cũng không tiện đẩy nàng ra đành phải đáp không sai xà tộc cách vương đình khá xa cần sớm lên đường đúng rồi ngươi không đi sao ta không muốn đi đáng tiếc không có cách đồ sơn vũ lộ vẻ buồn rầu bất quá trong nước còn có một số việc phải xử lý ta muộn vài ngày lại xuất phát ngọc yên la thăm thẳm thở dài vậy thì tức nuối vốn nghĩ có thể cùng muội muội làm bạn lên đường. Nghe mà mấy người ở sau lưng không ngừng trợn trắng mắt, hai nữ nhân này rõ ràng ai cũng không muốn đồng hành, nhưng hết lần này tới lần khác biểu hiện giống như tỉ muội tình thâm. Mặc kệ là Vân Gian Nguyệt hay Yến Tuyết Ngân, ở phương diện kết giao đều tự hỏi không làm được như vậy. Không quan hệ, tỷ tỷ tới Vương Đình trước làm quen một chút, đến thời điểm ta đến còn phải tìm tỷ tì tỷ tì nương tượng nha. Đồ Sơn Vũ cười hì hì nói, sau đó nhìn hai nữ Yến, Vân, nhịn không được cảm thán nói. Xà tộc quả nhiên là địa linh nhân kiệt, Vậy mà ra nhiều cô nương mỹ mạo như vậy, dù hai nữ che mặt, nhưng không ảnh hưởng mỹ lực của các nàng, ngược lại ra tăng cảm giác thần bí. Các nàng là bằng hữu của ta, cũng không phải người xà tộc. Ngọc Yên la lướt qua liền thôi, Đồ Sơn Vũ cũng không tiện hỏi nhiều. Nàng âm thầm suy đoán thân phận hai nữ, chỉ bất quá mặc nàng tưởng tượng phong phú, cũng rất khó nghĩ đến đây là hai vị đại tông sư đình phong của nhân tộc. Tiếp xuống đoàn người tiến vào trong đại điện, bên này sớm đã chuẩn bị tốt yến hội. Mọi người ngồi xuống, nhìn ba nữ ngọc yên la đều rất chiếu cố tổ an để hắn cùng lúc vào chỗ những hồ nữ trong vương cung tấm tác lấy làm kỳ lạ dù sao đây là một quốc gia nam hèn nữ tôn bất quá tổ an anh tuấn cao lớn các hồ nữ đều có ấn tượng rất tốt nên không ai đưa ra dị nghị đây đều là món ăn nổi tiếng thanh khâu chúng ta ta cố ý để nhà bếp làm hy vọng chư vị vừa miệng đồ sơn vũ mỉm cười làm ra tư thế mời mấy người đưa mắt nhìn nhau đều lo lắng đối phương động tay động chân ở trong thức ăn nếu vân gian nguyệt và yến tuyết ngân ở thời kỳ đỉnh phong tự nhiên không sợ nhưng bây giờ trọng thương suy yếu, như vậy thì quá mạo hiểm. Tổ An Nguyên Khí truyền âm nói, không sao, ta thử trước một chút. Bây giờ thể chất của hắn bách độc bất xâm, nếu trong thức ăn có độc cũng không thể làm bị thương hắn, hắn cũng có thể phát giác được, sớm cảnh báo. Sau đó tùy tiện nếm mỗi thứ một lần. Chúng nữ vốn có chút bận tâm, bất quá biết hắn không phải kẻ lỗ mãng, đã làm như vậy, hiển nhiên là có nắm chắc, nên không nói gì. Các hồ nữ bồi bàn ánh mắt giao lưu, nam nhân này nhìn đẹp trai, sao giống như quỷ chết đói đầu thai vậy, đáng tiếc một túi da tốt đồ sơn vũ hé miệng cười nói vị công tử này thật hào khí vượt mây nàng đương nhiên biết mấy người lo lắng cái gì vốn định mình ăn trước để bỏ đi đối phương lo nghĩ ai biết nàng tán dương lập tức gây nên chúng nữ cảnh giác yến tuyết ngân và vân trung nguyệt trừng ngọc yên la một cái ngọc yên la tự nhiên minh bạch ý tứ của các nàng không muốn kéo đề tài ở trên người tổ an liền chuyển hướng lĩnh vực khác nói đến phong thổ nhân tình giữa hai tộc cùng với hữu nghị ngày xưa tương lai hợp tác tổ an vui vẻ thanh nhàn ở nơi đó tự mình ăn uống không thể không nói đầu bếp của thanh khâu vương cung rất tốt quả thực là sắc hương vị đều đủ bất quá có một khuyết điểm là nguyên liệu chính toàn gà như hoa sen hầm gà gà nấu chân trâu gà sốt cà chua gan gà xào linh thảo canh gà phù dung gà rán hương xốp giòn chân gà quý phi canh gà bát bảo gà nhung rủi cạo gà quay chanh cháo gà tổ an chưa từng nghĩ tới gà có nhiều cách làm như vậy xem ra thanh khâu quốc là địa ngục của gà a trong bữa tiệc trò chuyện với nhau thật vui thời gian bất trì bất giác trôi qua đồ sơn vũ thuận thế mời bọn họ ngủ lại trong cung tâm tình của chúng nữ vốn có chút buông lòng lập tức khẩn trương lên đến nhìn vân gian nguyệt và yến tuyết ngân nháy mắt ra dấu làm cho mí mắt sắp chuột rút bọc yên la âm thầm bật cười tiếp xúc lâu phát hiện các nàng không hề giống đại tông sư người gặp người sợ ngược lại càng giống như hai tiểu nữ sinh nàng từ chối nói không cần ta còn có chút tùy tùng ở bên ngoài nếu quá lâu không có tin tức sẽ làm cho các nàng lo lắng hơn nữa sáng mai còn phải lên đường tới vương đình không quấy rầy quốc chủ. Đồ Sơn Vũ cười nói, cái này dễ dàng, ta phái người dàn xếp những cấp dưới kia của tỷ tỷ. Gần đây trong thanh khâu quốc phát sinh một ít chuyện, trong thành buổi tối cấm đi lại, hiện tại các người ra ngoài chỉ sợ ngay cả khách sạn cũng không tìm được, trong vương cung phòng trống rất nhiều, mấy vị ở lại nơi này, dù sao cũng tốt hơn ra ngoài tìm khách sạn. Chúng nữ nghĩ thầm bởi vì ở trong ổ hồ ly mới nghỉ ngơi không tốt. Tổ an bí mật truyền âm nói, hỏi nàng gần đây trong nước phát sinh chuyện gì. Chúng nữ hài lòng gật đầu, tựa hồ vì hắn tuân thủ Nam Đức, không nói chuyện với nữ nhân bên ngoài mà hết sức vui mừng yến tuyết ngân mở miệng hỏi đồ sơn vũ giải thích gần đây không biết nơi nào đồn đại nói trong thanh khâu sơn sẽ có trọng bảo hiện thế dẫn tới cao thủ các tộc tề tụ cho nên ta mới không thể không lưu lại thêm mấy ngày trọng bảo mấy người như có điều suy nghĩ đều là tin đồn thất thiệt nếu thật có trọng bảo thanh khâu cốt chúng ta lại không biết sao sớm đã móc ra rồi đồ sơn vũ nhìn mấy người nói với ta mà nói trừ vị khách quý mới là bảo vật quý giá nhất mặc dù biết đối phương khen xã giao nhưng nghĩ tới quải tượng của đạo sĩ béo trước đó luôn cảm thấy nàng giáp tâm không tốt đang muốn cự tuyệt đồ sơn vũ lại nói thêm vừa rồi nghe các ngươi nói thanh hoạch hoa bây giờ trong nước không có nhiều nhưng trong vương cung hẳn còn một ít ta sẽ để người đi thăm dò xem sáng mai hẳn có thể đưa tới cho chư vị nếu các người rời đi gần đây công việc bầy bộn đến thời điểm sợ rằng ta không tìm được các ngươi ngược lại thất lễ mấy người liếc nhau cầm cái này ra dụ bọn họ vậy hôm nay chỉ có thể lưu lại một đêm bất quá đến thời điểm phân phối gian phòng lại xảy ra vấn đề trong vương cung đều là nữ quyến chúng nữ ở tự nhiên không sao nhưng tổ an lại không tiện mọi người nhất thời cảnh giác đây là dự định tách các nàng ra sao nếu quan an bài tổ an ở ngoại đình rất nhiều quan viên ban ngày công tác có lúc gặp phải tình huống đặc biệt cần trực ban suốt đêm cho nên sẽ có một số phòng nhỏ chuẩn bị bất cứ tình huống nào chỉ bất quá bình thường rất ít khi dùng đến chúng nữ tự nhiên không muốn tách hắn nói muốn ở sát bên nếu quan lại nói để các nàng ở ngoại đình sẽ có vẻ thanh khâu quốc lãnh đạm khách quý chuyển đi các tộc sẽ chế giữa thành khâu quốc đối phương chơi đến quốc thể ngọc yên la tự nhiên không tiện nói cái gì bất quá mọi người vẫn rất lo lắng may mắn đồ sơn vũ khéo hiểu lòng người tận lực an bài chúng nữ ở cách vị trí của tổ an gần chút lúc này mọi người mới miễn cưỡng tiếp nhận thừa dịp nhàn rỗi ngọc yên la nhắc nhở tổ an tối nay ngươi phải cẩn thận tổ an cười nói ta là nam nhân có cái gì phải cẩn thận ngược lại các ngươi cả đám đều có thương tích trong người phải cẩn thận ai nói nam nhân thì không cần cẩn thận trong truyền thuyết hồ ly tinh sẽ hút tinh khí của nam nhân lại liên hệ đến quẻ tượng của đạo sĩ béo kia ngươi không được phớt lờ Thầy hắn xem thường yến tuyết ngân không nhịn được nhắc nhở hai nữ ngoài ý muốn liếc nhìn nàng vân gian nguyệt cười nói rất tốt nha băng thạch nữ của chúng ta cũng biết quan tâm người còn là nam nhân gương mặt của yến tuyết ngân đỏ bừng bất quá phản ứng cũng nhanh đồng bạn tự nhiên phải hỗ trợ lẫn nhau ngươi cho rằng ai cũng giống ma giáo các người 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 tự giết lẫn nhau vân gian nguyệt đang muốn phản bác nhưng nhìn thấy đồ sơn vũ đi về phía bên này không khỏi nhịn xuống ngược lại nói này là pháo hiệu của thánh giáo chúng ta một khi có cái gì ngoài ý muốn thì phóng thích mọi người mau chóng tụ lại bây giờ ở địa bàn của người ta không thể không phòng nàng chia cho mỗi người mấy cây pháo hiệu đồng thời nhanh chóng dạy phương pháp sử dụng tiếp xuống đồ sơn vũ tự mình dẫn đám người ngọc yên la vào nội cung tổ an thì được nữ quan khác dẫn ra ngoại đình một đường đi tới những hồ nữ kia hết sức tò mò với tổ an không ngừng tìm lý do nói chuyện phiếm với hắn bất quá hiện nay tổ an không có tâm tình diễm ngộ câu được câu không đáp lại những hồ nữ kia thấy thế cũng mất hết hứng thú đưa hắn đến chỗ xong thì nhắc nhở vương cung trọng địa buổi tối không nên ra ngoài đi loạn vạn nhất dây vào quý nhân sẽ phiền phức tổ an cười nói yên tâm ta sẽ không ra khỏi cửa nửa bước vì tránh né đào hoa kiếp dù những hồ nữ này bảo hắn ra ngoài hắn cũng sẽ không đi chỉ tính toán ngủ một giấc bình an đến ngày thứ hai liền rời đi nam nhân thì cần phải như vậy không nên xuất đầu lộ diện mấy hồ nữ kia hài lòng gật đầu sau đó rời đi. Tổ An cười cười, cũng không tranh biện, đánh giá bố trí trong phòng, tốt hơn tưởng tượng không ít, tuy không tính rộng rãi, nhưng được cái chỉnh tề. Sau khi hắn rửa mặt thay y phục, thì ngồi ở trên giường tĩnh tọa tu luyện. Tuy ngoại nhân cảm thấy hắn cả ngày chưa hoa gạo nguyệt, trên thực tế hắn không làm gì đều sẽ tu luyện, bằng không chỉ dựa vào hách, thì bất quá là bùng hoa trong nhà ấm, chịu không được máu và nửa thử thách. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ai? Tổ An mở to mắt. Tổ công tử, là ta bên ngoài vang lên một thanh âm ôn nhu tổ an mặt lộ dị sắc bởi vì hắn đã thông qua thần hồn cảm ứng được thân phận của đối phương thanh khâu quốc chủ đồ xuân vũ đối với cái này hắn rất ngoài ý muốn phải biết trước đó từ đầu tới cuối đối phương không có nhìn hắn một cái nói chuyện phiếm cũng không hơn ba câu ánh mắt đạm mạc kia phảng phất như coi hắn là không khí kết quả hơn nửa đêm chạy đến tìm hắn tổ an đáp đêm đã khuya nam nữ thầm kín gặp mặt sẽ tổn hại danh tiết của ta có chuyện gì ngày mai nói sau ngoài cửa nụ cười của đồ sơn vũ nhất thời cứng đờ nàng tràn đầy phấn khởi đi đến vốn nghĩ tổ an nhìn thấy nàng sẽ kinh ngạc và hưng phấn kết quả ăn bế môn canh nhiều năm như vậy bằng mỹ mạo và thân phận của nàng tới chỗ nào không sao quanh trang sáng lúc nào bị cự tuyệt như vậy đến từ đồ sơn vũ điểm nộ khí cộng 377 cộng 377 cộng 377. có điều vẻ giận dữ trên mặt nàng lóe lên một cái liền biến mất rất nhanh thu thập xong tâm tình thanh âm ôn nhu nói nghe ngọc tỷ tỷ nói ngươi cần thanh hoạch hoa vừa rồi ta tìm được nghĩ đến ngươi cần cấp bách nên đưa tới cho ngươi tổ an sững sờ việc quan hệ thanh hoạch hoa hắn tự nhiên không có khả năng tránh mà không gặp đi qua mở cửa phát hiện đồ sơn vũ thanh tú động lòng người đứng ở cửa ra vào so với ban ngày nàng đã đổi quần áo tính chất càng thêm mềm mại đồng thời cổ áo xẻ sâu lộ ra xương quai xanh tinh xảo trắng nõn còn có đầu vai láo lánh nhỏ nhắn dù nàng lộ ra không ít da thịt nhưng bởi vì khí chất cùng với trang sức phối hợp thỏa đáng cũng không có toát ra vẻ yêu diễm mị tục ngược lại trong thanh thuần nhiều mấy phần linh động và hoạt bát bất quá ăn mặc như vậy nam nhân chỉ cần nhìn một chút trong đầu sẽ lập tức nghĩ tới giường tổ an có chút hoài niệm năm đó đầy đường đều là mỹ thiếu nữ thanh xuân tuy thế giới này bầu không khí khá thoáng cũng chỉ so với cổ đại kiếp trước mà thôi so sánh với những mỹ nhân đô thị trang điểm lộng lẫy kia lại kém không biết bao nhiêu lần đừng nói lộ vai năm đó hắn còn gặp qua toàn thân trong suốt chỉ che khuất ba điểm trọng yếu nhất như không mặc y phục chạy đầy đường mấu chốt là y phục của người ta thiết kế còn rất cao quý để ngươi nhìn không ra cảm giác dâm tà đồ sơn vũ đã làm tốt chuẩn bị tiếp nhận ánh mắt kinh diễm tổ an khẳng định sẽ nhịn không được nhìn chằm chằm hoặc giả vờ đứng đán không nhìn lại lặng lẽ dùng ánh mắt dò xét những năm này thủ đoạn của đám nam nhân nàng sớm đã nhất thành nhị sở ai biết đối phương chỉ nhìn một cái liền tùy ý rời mắt nàng có thể nhìn ra ánh mắt đối phương không phải giả vờ không chỉ như thế ánh mắt kia còn mang theo bộ dáng nhìn cô gái nông thôn trong trước mắt này nàng hoài nghi nhân sinh chẳng lẽ mỹ đỗ toa nữ vương quá xinh đẹp hắn thời gian dài ở bên người đối phương tầm mắt cũng cao theo nhưng vừa nghĩ như thế nàng càng khó chịu đây chẳng phải chứng minh nàng kém xa người ta đúng lúc này tổ an thấy trong ngực nàng bông một chùm thanh hoạch hoa liền vô ý thức nhận lấy đà tạ thanh khâu quốc chủ nói xong phanh cửa lần nữa đóng lại đồ sơn vũ đến từ đồ sơn vũ điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng -444, 444. tổ an vừa vào nhà cửa đã bị đập phanh 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 còn có việc gì sao? Tổ An nghi ngờ hỏi. Nghe đối phương ghét bỏ, Đồ Sơn Vũ hận đến nghiến răng, ta đưa ngươi đồ vào chân quý như thế, ngươi không có biểu thị gì sao? Vừa rồi không phải đã cảm ơn ngươi sao? Tổ An có chút bực bội, hắn muốn nhanh chóng để đắt kỳ đột phá thất phẩm, kết quả nữ nhân này còn cuốn lấy hắn. Đồ Sơn Vũ, bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim. Đến từ Đồ Sơn Vũ, điểm nộ khí cộng 233 cộng 233 cộng -233, 233. Nàng hít sâu một hơi, thật vất vả mới nhịn xuống xúc động đốt nhà, phèn vẹn chỉ một tiếng cảm ơn sao, công tử không khỏi quá keo kiệt, chí ít mời ta vào uống chén trà chứ. Tổ An có chút chần chờ, lúc này đã nửa đêm, không tiện nha, bằng không ngày khác. Đồ Sơn Vũ cảm thấy mình sắp duy trì không được khuôn mặt tươi cười, ta không sợ ngươi sợ cái gì, uống chi nơi này là vương cung, ta để ngươi dùng trà của ta mời ta, ngươi cũng không nỡ, vậy trả thanh hoài hoa cho ta. Quốc chủ khách khí, ta sao có thể là loại người hẹp hòi kia. Tổ An tỉ mình nghĩ lại, mình như vậy quả thật có chút không tử tế, nên đi qua mở cửa. Thế nào, không mời ta đi vào ngồi một chút. Nhìn đối phương chặn ở cửa ra vào, bộ dáng giao dự, đồ sơn vũ giận không chỗ phát tiết. Chẳng lẽ đang thông đồng hồ nữ trong cung, sợ bị ta nhìn thấy. Nhiều năm như vậy, mà kệ nàng đối mặt ai cũng thành thạo điêu luyện, kết quả hôm nay đụng phải tổ ăn, một loạt thao tác làm cho nàng sắp phát điên. Đến từ đồ sơn vũ, điểm nộ khí 99 cộng 99 cộng 99 cộng. Tổ an nghiêng thân thể, quốc chủ nói giỡn, mời lúc này sắc mặt của đồ sơn vũ mới giãn ra sau khi đi vào lặng lẽ quan sát bốn phía thấy xác thực không có người khác mới thở ra một hơi công tử còn chưa ngủ sao vừa rồi đang luyện công tổ an cố ý không đóng cửa tránh cho tình ngay lý gian chú ý tới hành vi của hắn đồ sơn vũ bất đắc dĩ ngay bình thường đều là những nam nhân kiêng nghĩ biện pháp chiếm tiện nghi của nàng kết quả bây giờ đối phương làm như mình muốn chiếm tiện nghi của hắn vậy tựa hồ công tử rất phòng bị ta đồ sơn vũ rất tự nhiên ngồi ở trên giường của hắn sau đó mỉm cười nhìn hắn Tổ An trần trờ, bất quá vẫn gật đầu nói, cảm thấy có chút kỳ quái. Ban ngày quốc chủ rõ ràng chẳng thèm ngó tới ta, buổi tối lại bỗng nhiên thân thiết, để ta hơi sợ. Nguyên lai like là bởi vì chuyện này. Đồ Sơn Vũ cười nói, chủ yếu là ban ngày nhìn ngươi và Mỹ Đỗ Toa nữ vương quan hệ không tầm thường, lo lắng nàng suy nghĩ nhiều, thương tổn hòa khí của hai tộc, cho nên mới lãnh đạm công tử, mong công tử bỏ qua. Tổ An nhịn không được co rụt lại, vậy tại sao bây giờ ngươi lại tới? Nhìn bộ dáng kia của hắn, phảng phất như sợ mình làm loạn. Đồ Sơn Vũ xém chút tức ngất. Đến từ Đồ Sơn Vũ, điểm nộ khí cộng 666 cộng 666 cộng 666. Ta không phải tới đưa thanh hoạch hoa cho công tử sao? Đồ Sơn Vũ siết nắm đấm, rất muốn trực tiếp đè ra hỏa này xuống đất đánh một trận. Thuận tiện tâm sự với công tử. Không biết quốc chủ muốn trò chuyện gì. Tổ An ngồi cách thật xa. Đồ Sơn Vũ nhịn không được cười lên, công tử sợ ta ăn ngươi sao? Quốc chủ nói giỡn, ta cũng không phải gà. Tổ An nghĩ đến những đồ ăn trong dạ tiệc. Đồ Sơn Vũ, nàng phát hiện tự hồ nam nhân này cố ý chặn chết câu chuyện không cho nàng cơ hội tiếp tục có điều nàng phản ứng cũng nhanh đã không sợ ta vậy là sợ mỹ đỗ toa nữ vương biết sẽ không vui công tử không khỏi quá coi thường ngọc tỷ tỷ nàng không phải loại người hẹp hòi ghen tị như vậy tổ an thầm hô lợi hại nữ nhân này mà ở kiếp trước tuyệt đối là trà xanh cao cấp một câu liền đẩy ngọc yên la lên cao đến thời điểm nếu nàng tức giận sẽ ngồi vững tên tuổi hẹp hòi ghen tị quốc chủ nói giỡn nam tử hán đại trượng phu ta nói chuyện với người nào không cần nhìn nhan sắc của người khác tổ an cũng hiếu kỳ trong hồ lô của nàng bán thuốc gì nên thuận thế giả vờ bị kích tướng thấy hắn bị kích tướng trong lòng đồ sơn vũ buông lòng, nghĩ thầm gia hỏa này cuối cùng vẫn có nhập điểm ta đã nói rồi người có thể chiến thắng kim ô thái tử làm sao có thể là người sợ vợ khúng núm tổ an xấu hổ à sự kiện này ngươi cũng biết thanh khâu quốc cách xa tàu không tính quá xa huống chi việc quan hệ tới yêu tàu thái tử bất cứ chuyện gì cũng không phải việc nhỏ vô số ánh mắt đang theo dõi hắn đây Đồ Sơn Vũ hé miệng cười nói, không nói gạt ngươi, ta biết lúc này đột nhiên đến thăm có chút đường đột, nhưng chỉ vì hỏi thăm tình huống cụ thể trận chiến ngươi chiến thắng Kim Ô Thái Tử mà thôi. Tổ An khiêm tốn nói, chỉ may mắn mà thôi. Công tử khiêm tốn, yêu tộc chúng ta xưa nay sùng bái cường giả, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, ta là thật muốn nghe tường thuật trận chiến kia. Trong mắt Đồ Sơn Vũ đẩy ngôi sao nhỏ, như vậy sao? Tổ An thoáng buông lòng, thực ra khi đó ta cũng không muốn ra tay, chỉ là Kim Ô Thái Tử kia quá phách lối. Chờ chút, đồ sơn vũ ngăn cản hắn sau đó vỗ tay rất nhanh có thị nữ bưng tới một bầu rượu tinh xảo còn có một số thức nhắm thanh đạm người có cố sự ta có rượu thị nữ ở cạnh giường bày một cái bàn nhỏ dọn rượu và đồ ăn ra xong liền lui ra ngoài thời điểm ra ngoài còn cẩn thận đóng cửa lại trong lòng tổ ăn sun lên xem ra là đã sớm chuẩn bị đồ sơn vũ tự mình rót cho hắn một ly rượu thời điểm rót rượu lộ ra một đoạn cổ tay trắng lóng lánh phía trên còn mang lắc tay vàng tinh xảo khảm nạm hồng bảo thạch xinh đẹp đá quý màu đỏ cùng da thịt trắng nõn hòa lẫn, lại thêm mùi hương như có như không trên người nàng, đủ để cho bất luận nam nhân nào miệng lợi khô khốc. Tổ An tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn thầm hô lợi hại, nữ nhân này hoàn toàn không giống những kỹ nữ trong lầu xanh, nàng căn bản không cần lộ ngực lộ vai, trong lúc phất tay lại có thể câu dẫn dục vọng. Đồ Sơn Vũ bưng chén rượu lên, công tử ở xa tới là khách, trước kính công tử một ly. Tổ An lại có chút chần chờ, Đồ Sơn Vũ thấy thế cười nói, thế nào, chẳng lẽ công tử sợ ta hạ độc? nói xong cầm ly rượu của hắn lên uống một hơi cạn sạch, sau đó tỏ ý mình không có việc gì. Tổ an đáp, ta không phải sợ có độc, chỉ sợ rượu vào mất lý trí. Phóc, đồ sơn vũ còn không nuốt xuống, nghe hắn nói, sạc đến trực tiếp phun ra ngoài. Tổ an giật mình, vội vàng đưa cho nàng một cái khăn tay, người không sao chứ. Đồ sơn vũ lau khóe miệng, có chút u oán liếc hắn một cái, công tử, từ khi người ta bắt đầu biết chuyện, còn chưa từng thất thố như vậy. Tổ an cười xấu hổ, là ta đường đột, ta tự phạt ba chén, nói xong liên tục uống ba chén lúc này đồ sơn vũ mới chuyển buồn thành vui công tử chậm một chút đừng thật uống say ta còn muốn nghe công tử kể chuyện tiếp xuống tay nàng chống cầm bắt đầy chấm nhỏ nghe hắn kể trận chiến kia nghe đến chỗ đặc sắc thì kinh hô liên tục còn thỉnh thoảng hỏi ra nghi hoặc trong lòng đương nhiên mỗi lần nàng đều ở thời điểm thích hợp nhất rót dựa trợ hướng cho tổ an bầu không khí trong phòng càng ngày càng hòa hợp hồng tụ thiêm hương ý nói thư sinh đọc sách có mỹ nhân bên cạnh một mỹ nữ tuyệt sắc dùng ánh mắt sùng bái nhìn ngươi thanh âm mềm nhuyễn tán thường, cho dù Tổ An một mực phòng bị, cũng kìm lòng không được có chút lâng lâng. Với đầu còn trò chuyện trận đại chiến kia, đến đằng sau thì thiên nam địa bất cái gì cũng nói. Hai người ngồi càng ngày càng gần, thậm chí không biết khi nào bắt đầu, Đồ Sơn Vũ đã mắt sai lờ đờ nửa tựa ở trong ngực Tổ An. Từ góc độ của hắn, vừa vặn có thể thông qua cổ áo nhìn thấy bộ ngực to tròn mềm mại của nàng. Đồ Sơn Vũ hơi vảnh mặt, bên môi nổi lên nụ cười thần bí, song đồng mỹ lệ trở nên thâm thúy. Tổ ca ca, người thấy ta đẹp không? Tổ An chỉ cảm thấy trong bụng có hỏa diễm, giờ khắc này âm vang bạo phát, hắn cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, bây giờ chỉ có một ý niệm, chính là triệt để áp đảo trong ngực nữ nhân. Bỗng nhiên sâu trong linh hồn truyền đến ba động, trong đầu hắn, một đôi mắt mỹ lệ mở ra, đó là ánh mắt của Đát Kỳ. Tổ An sợ hãi cả kinh, mình rõ ràng một mực đề phòng, tại sao lại bị đối phương mê hoặc? Hắn tự hỏi bây giờ còn có thể tự chủ, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện loại tình huống mất khống chế này. Đối phương chỉ dựa vào mỹ thuật cũng không đến mức có hiệu quả cường đại như vậy, dù sao trước đó hắn cũng trải qua mỹ thuật của đám người thu hồng lệ tẩy lễ. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, nhớ lại vừa rồi hai người uống rượu, bên trong có điểm hương nhấp nhô, lúc đó còn tưởng là mùi thơm trên người đồ sơn vũ nên không để ý, hiện tại hồi tưởng, hơn phân nửa là đối phương động tay chân ở trong rượu. Tuy hắn bách độc bất xâm, nhưng loại thuốc mê tình này không có độc, hắn rất khó kháng cự. Sau khi hắn suy tư, lại không chú ý tới trong mắt đồ sơn vũ lóe lên vẻ mờ mịt, có điều rất nhanh tiêu mờ mịt này biến mất, ánh mắt nhìn về phía tổ an càng nhu hòa tổ ca ca về sau lưu lại thanh khâu quốc được không đến thời điểm ta để ngươi làm quốc vương ta làm vương hậu trải qua thời gian giống như thần tiên quyến lữ vừa rồi hai người đã làm bầu không khí đến cực kỳ mập mờ cho nên bây giờ nàng nói những người này cũng coi như nước chảy thành sông tổ an rất muốn biết nàng đến cùng có mục đích gì tuy ngày bình thường hắn tự tin nhưng còn không có tự luyến đến cảm thấy một hồ nữ vương mỹ lệ mới nhìn thấy mình đã ôm ấp yêu thương sau đó giả bộ như chịu không được ôm nàng tuy biết song phương đều hư tình giả ý nhưng không thể không nói thân thể mềm mại của nàng còn rất dễ chịu. Có điều trên mặt hắn lộ ra vẻ trần trờ, thế nhưng Yên La rất tốt với ta, ta không thể có lỗi với nàng. Nghe hắn gọi thân thiết như vậy, đồ sơn vũ mặt lộ dị sắc, xem ra hai người này quan hệ còn thân mật hơn mình tưởng tượng, mình không bỏ vốn là không được. Sau đó nàng trực tiếp ngồi ở trong ngực tổ an, ôm lấy cổ hắn, nhu tình mật ý nhìn hắn, không sao, nếu người thật không nỡ Mỹ đỗ toa nữ vương, người ta có thể, có thể chung chồng. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, tổ an lại cực kỳ tỉnh táo, nữ nhân này đến cùng muốn gì? Thật sao? Hắn giả vờ rất mừng rỡ. Đương nhiên là thật, ai cầm loại sự tình này nói đùa. Đồ Sơn Vũ mặt hiện đào hoa. Đến thời điểm ngươi có thể một đoạn thời gian ở Thanh Khâu Quốc, một đoạn thời gian ở xà tộc, khi ta rãnh cũng sẽ đến xà tộc tìm ngươi. Nàng tiến đến lỗ tai tổ an, từng tia từng tia nhiệt khí lan tỏa, truyền đạt các loại lời nói dụ người. Nếu không phải tổ an sớm biết nàng giáp tâm không tốt, chỉ sợ lúc này đã luôn hãm. Quốc chủ tốt với ta như vậy, ta không biết nên hồi báo ngươi như thế nào. Tổ An có chút nóng nảy, sao trò chuyện lâu như vậy, nàng từ đầu đến cuối còn không toát ra ý đồ, đồ sơn vũ cười ngòn ngọt, ngọt, ta thích ngươi là chuyện của ta, chỗ nào cần ngươi hồi báo. Nói xong nhẹ nhàng nhón chân lên, môi đỏ nhàn nhạt, nhạt, hôn lên cổ hắn. Một thiếu nữ dáng dấp thanh thuần xinh đẹp, một khi chơi chiêu lên ngược lại càng khó có thể ngăn cản mị lực. Tổ An nghĩ thầm chẳng lẽ nàng định dùng loại thủ đoạn này lừa gạt tín nhiệm của mình. Bất quá cái hy sinh này không khỏi quá lớn rồi. Hắn nghĩ tới Ngọc Yên la nhắc qua, hồ nữ thích đồ vẫn nhân tâm, rất ít thật hy sinh thân thể tiện nghi người khác hư xem ngươi kéo bao lâu mới lộ ra kế hoạch đồng thời âm thầm đề phòng lo lắng đối phương thừa cơ cán cổ hắn dù sao cũng là yêu tộc không thể không đề phòng bất quá để hắn ngoài ý muốn là đối phương từ đầu đến cuối không có dị động ngược lại mua đỏ càng ngày càng nhiệt tình tổ an dù sao cũng là nam nhân huyết khí phương cương thiếu nữ tuyệt sắc ở trong ngực hắn nhiệt tình như vậy hắn làm sao có thể không phản ứng đồng thời lại ngưng thần đề phòng thời cơ cũng không kém bao nhiêu rồi đồ sơn vũ hy sinh lớn như vậy hơn phân nửa sẽ lấy ra ác chủ bài. Nàng không đến mức tiếp tục như thế chứ. Có điều rất nhanh hắn trừng to mát, bởi vì đối phương thật tiếp tục làm nữa. Đồ Sơn Vũ nhìn hắn, xin ngốc cười nói, trước đó nghe đồn ta còn không tin, hiện tại rốt cục rõ ràng vì sao Mỹ đỗ tòa nữ vương thích người như vậy. Thần sắc của tổ an cổ quái, nghĩ đến trận chiến với Kim Ô Thái Tử kia, mình cũng coi như nhất chiến thành danh. Chỉ sợ nữ nhân này là nghe nói như vậy, mới cảm thấy hứng thú với hắn. Ai, không nghĩ tới bề ngoài thanh thuần, nội tâm lại là nữ nhân như thế trong lòng của hắn có chút thất vọng bất quá nhịn không được cười lên hành vi của mình khác gì khuyên gái lầu xanh hoàn lương bây giờ xác định đối phương có mưu đồ khác chỉ bất quá không như mấy người dự đoán chỉ đơn thuần là thèm thân thể hắn đã như vậy hắn cũng không cần thiết khách khí vừa rồi nàng kích thích xác thực làm hắn rất khó chịu vươn tay nâng lấy cằm nàng đồ sơn vũ để mặc cho đối phương nâng lấy cằm của mình trên mặt thẹn thùng trái tim hơi đập loạn hàm giang khẽ cắn giống như quyết định sự tình quan trọng nào đó đồ sơn vũ duỗi ra cánh tay ngọc cầm lên bình rượu rót vào trong miệng một ngụm sau đó cả người mềm mại không xương ngã vào trong lòng tổ an ôm lấy cổ của hắn trong lúc hắn đang còn kinh ngạc một bờ môi mềm mại dính sát vào miệng hắn tổ an chỉ cảm thấy hàm răng mình bị một mảnh mềm mại linh động như lưỡi rắn cạy ra lập tức cảm nhận được rượu ấm từ bên trong như quỳnh tương ngọc lộ tách ra đưa vào trong miệng mình hắn tự nhiên biết ý đồ của đầu sơn vũ liền đưa đầu lưỡi của mình ra liếm lấy hai vành môi đảo mọng của nàng rất ôn nhu nhẹ nhàng không có bất kỳ sự ngăn cản nào đầu lưỡi của hắn duỗi vào trong miệng của đồ sơn vũ đầu lưỡi hai người hòa quyện quấn lấy nhau tay cũng không thành thật gạt y phục nàng xuống bóp lấy bầu vú hai bầu vú no đủ dưới làn yếm lụa bị bàn tay hắn bóp biến ảo đủ các loại hình dạng hỏa dưỡng không ngừng tăng vọt cái lưỡi của hắn cũng tham lam đuổi theo cái lưỡi thơm tho của đồ sơn vũ tùy ý quấy động ở trong miệng nàng một lúc lâu môi rời môi đồ sơn vũ thở gấp hai tay khoác lên cổ tổ an hai gò má đỏ ửng xinh đẹp nhìn hắn cảm nhận được đồ sơn vũ ngồi ở trên bắp đùi mình thân thể mềm mại tràn ngập sức sống tràn đầy co giãn tổ an chỉ cảm thấy nhiệt khí toàn thân sôi trào không kìm lòng được khom người xuống hôn lên trên bầu vú nàng hư ừ một tiếng đồ sơn vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại tùy ý đối phương khinh bạc tổ an vén cái yếm của nàng lên một tay nắm chặt một bên bầu vú thỏa thích xoa bóp một bên bầu vú thì điên cuồng dùng miệng ngậm mút vào nàng cố gắng giữ cho tâm trí bình thản lại nhưng làm sao cũng không áp chế nổi lửa dục đang dâng trào trong thân thể mình đồ sơn vũ không tự chủ được tựa người ở trong lồng ngực của tổ an người hơi thở dương dương nồng nặc khắp toàn thân tràn đầy phong tình miệng nhỏ khẽ nhếch nói tổ công tử ta có chút khó chịu mau buông tay ra đi mỹ nhân tuyệt sắc đôi bầu vú cao vút run rẩy hai núm vú đáng yêu phấn hồng kiêu ngạo nhô ra cương cứng diễm quang tứ xạ mê người kiêu mị đến cực điểm quần vú nhàn nhạt, nhạt màu đỏ hồng đối xứng cùng nhau như một đôi nụ hoa lay động trước cơn rông bão đang sắp kéo đến đồ sơn vũ cảm thấy trong u cốc loáng thoáng như có hàng ngàn con côn trùng đang cắn xé động đào nguyên hư không truyền đến từng đợt ngứa ngáy âm dịch gì gì trào ra huyết mạch cả người nàng sôi sục thân thể bị đưa vào trong lửa dục khâu đóng bất an lý trí của đồ sơn vũ như nến tàn trong gió trong mỗi tiếng hừ hừ chuyển thành tiếng rên vong tình ươm ừ, ươm ui ui hiện tại trong đầu đồ, đồ sơn vũ chỉ có dục vọng cái gì đoan trang trinh tiết cái gì nhiệm vụ trên người nàng đều mặc kệ hàm tao mị hoặc dục hỏa bị dẫn phát không thể thu hồi mị nhãn như tơ hơi thở gấp gáp thân thể của nàng càng ngày càng thấy tê tê tổ an có chất kích động sơn vũ nàng thật đẹp bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim đồ sơn vũ cảm nhận được nhiệt khí dương cương nóng hừng hực kia lại nghe lời nói của hắn phảng phất như ma quỷ dụ hoặc trái tim nhất thời cuồng loạn tô an đứng dậy đi ra sau lưng nàng hai tay nhẹ nhàng khoác lên vai thân thể dựa tới lúc này đồ sơn vũ đã nhắm mắt phượng yên lặng chịu đứng nam nhân kia đùa giỡn lúc này mái tóc của đồ sơn vũ có chút mất trật tự hơi rối trên vai vài lọn tóc quét lên trên mặt nam nhân đang dính sát ở phía sau mùi hương thơm nhàn nhạt phát ra khiến cho dục hỏa trong nội tâm tổ an lại càng mạnh thân thể của hắn có chút run rẩy cặp ma chảo lại chậm rãi trượt xuống đồ sơn vũ là đệ nhất mỹ nhân thanh khâu quốc nhan sắc động lòng người dáng người uyển chuyển thướt tha khí tức thanh xuân mê người tràn đầy sức sống bên trong váy đôi đùi ngọc đường cong nhu hòa cân đối hai bắp đùi đang khép chặt không nhìn thấy khe hở hơi thở của tổ an nóng rực không ngừng phun lên bên tai của nàng để cho thân thể của đồ sơn vũ trở nên không được tự nhiên hai tay tổ an rất có kỹ xảo đùa bỡn cặp thỏ ngọc trong miệng ngậm lấy thủy tay của nàng nhẹ nhàng nhai cắn còn thổi nhiệt khí vào lỗ tai nàng en dưới sự kích thích của hắn thân thể của đồ sơn vũ nóng rực lên một lúc sau tổ an thu hồi hai tay đồ sơn vũ có chút nghi hoặc mở hai mắt ra lúc này tổ an quay thân thể của nàng lại mặt đối diện với hắn nàng quả thật là tuyệt đẹp hiếm có trên đời chính diện nhìn thiếu nữ xinh đẹp phong hoa tuyệt đại kia tổ an không khỏi bật thốt lên tán thường ánh mắt nóng rực nhìn đồ sơn vũ đồ sơn vũ nhắm hai mắt lại cắn môi dưới Tổ An thấy vẻ mặt kiềm nén của nàng, trong nội tâm càng kích thích. Hắn một tay nắm bảo vai, tay kia lại giữ lấy đai lưng nàng, cảm giác dây đai lưng của mình bị hắn từng chút kéo ra, toàn thân nàng không ngừng run rẩy, chút lý trí cuối cùng làm nàng thốt lên, "Đừng." Nghe Đồ Sơn Vũ nói, Tổ An nhếch miệng, hắn cũng không vội cởi đai lưng của nàng. Tổ An hôn lên bờ môi anh đào kiều diễm ướt át, hai tay Đồ Sơn Vũ quấn quanh ở trên cổ Tổ An, cũng chủ động dâng lên đôi môi của mình, yên liệt hôn trả. "Ừm." Khi Tổ An buông nàng ra, đồ sơn vũ đã thấy toàn thân mình sốc giòn khó nhịn dục hỏa giống như lửa thiêu tổ an nhẹ nhàng để nàng nằm lên giường tổ an nằm ở bên cạnh một lần nữa nhẹ nhàng hôn lên gương mặt mịn màng hơi thở của đồ sơn vũ nhanh dần hắn lại hôn lên đôi môi đỏ mọng lần này nàng nhanh chóng nghênh hợp đầu lưỡi hắn khiêu khích đầu lưỡi của nàng một tay phủ lên bộ ngực sữa cả người nàng run lên đôi mi thanh tú nhíu lại tổ an nhẹ nhàng vuốt vai nhào nặn tuy cách một lớp y phục nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ đôi bầu vú tràn đầy co giãn mềm mại khiến người ta phải khắc cốt ghi tâm đám nữ quan chờ ở ngoài cửa hai mặt nhìn nhau quốc chủ đùa mà thành thật bất quá đối phương là quốc chủ làm như vậy tất nhiên có dụng ý của nàng duy nhất có thể làm là xa xa thủ ở bên ngoài tránh cho có người tiếp cận bên này phát hiện bí mật bất quá các nàng lại có thể theo ánh nến chập trờn còn có quốc chủ thỉnh thoảng truyền ra tiếng rên gì đại khái đoán được bên trong kịch liệt như thế nào mây mưa cùng vũ một đêm trôi qua trời còn chưa sáng đồ sơn vũ kinh hãi ngồi dậy có điều nàng lập tức phát giác được trên người mình không sợi vải nhất thời xấu hổ mặt đỏ bừng nàng nhẫn toàn thân đau nhức nhanh chóng mặc y phục lúc này càng người như tương hồ mình không phải diễn trò sao sao cuối cùng bị ma quỷ ám ảnh nhìn nam nhân ngủ sai bên cạnh trong mắt nàng lái lên sát ý trong tay xuất hiện một thanh loan đao nhỏ nhắn trực tiếp gác ở trên cổ đối phương nhưng lúc này trong đầu lại hiện ra đêm qua kiểu diễm mua nàng sắp cán trải ra máu quả thực quá mất mặt hôm qua lại bị làm đến đuôi và lỗ tai không khống chế được xuất hiện do dự nửa ngày cuối cùng vẫn thu hồi loan đao sau đó rón rén rời phòng đáng tiếc vừa xuống giường hai chân mềm nhũn lảo đảo xém chút ngã xuống nửa ngày sau mới thở ra hơi ánh mắt phức tạp chừng nam tử trên giường nàng điều chỉnh hô hấp lúc này mới nhanh chóng đi ra ngoài nữ quan chờ ở bên ngoài xoa mắt thông cuồng vây quanh quốc chủ đồ vật bên kia muốn đồ sơn vũ đưa tay ngăn lại quay đầu nhìn gian phòng trở về rồi hãy nói sau đó mọi người lặng yên rời đi trong phòng tổ an mở to mắt quả nhiên là có mưu đồ đồ vật trong miệng các nàng đến cùng chỉ là cái gì bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ phát hiện trên giường có một đóa hoa mai đỏ thắm vừa rồi tổ an còn kỳ quái sau khi đối phương tỉnh lại cùng tối hôm qua hoàn toàn giống như hai người tối hôm qua nhiệt tình chủ động giao cho hắn một mặt ôn nhu nhất kiều mị nhất kết quả vừa rồi lại muốn giết hắn hắn vốn chỉ nghĩ hai nam nữ thành thục theo như nhu cầu rất bình thường nào có trở mặt nhanh như vậy lúc này hắn chú ý tới hoa mai trên giường mới ý thức được cái gì đồ sơn vũ cũng không phải yêu nữ trong tưởng tượng ngược lại một mực duy trì tấm thân xử nữ nhưng điều này càng làm cho hắn nghĩ mãi mà không rõ vậy tại sao tối hôm qua nàng chủ động như thế chẳng lẽ nhất thời ý loạn tình mê hiện tại bắt đầu hối hận đừng nói hắn ngay cả đồ sơn vũ trở lại trong tầm cung cũng nghĩ không thông tối hôm qua mình rõ ràng dụ hoặc nam nhân kia giống như sắp thành công sao hiện tại nghĩ ngược lại giống như mình bị dụ hoặc thế đến cùng ai mới là hồ ly tinh lúc này nữ quan lo âu nói quốc chủ tối hôm qua ngài vào tổ công tử như thế nếu bên kia biết sợ rằng sẽ không cao hứng sắc mặt của đồ sơn vũ phát lạnh chuyện của ta còn không cần ngươi quản tối hôm qua tất cả người ở ngoài cửa toàn bộ hạ huyết chú cho ta tuyệt đối không được tiết lộ nửa chữ bằng không dù các ngươi theo ta nhiều năm ta cũng chỉ có thể giật khẩu mấy nữ quan kia run lẩy bẩy vội vàng quỳ xuống đa tạ quốc chủ khai ân mấy người phát huyết chú xong thì thối lui nữ quan sầu lo nói quốc chủ tối hôm qua hy sinh lớn như vậy có thành công cầm được tinh huyết mà bên kia muốn không trong lòng đồ sơn vũ nhất thời rung động loại tinh huyết mới đầu mình muốn lấy kia không có lấy được, nhưng một loại tinh huyết khác, lưu ở trong cơ thể nàng rất nhiều. Thế nhưng nàng làm sao có khả năng giao loại đồ chơi này qua? Ta tự có chừng mực, người đi xuống đi. Đồ sơn vũ phát tay. Vâng. Thấy sắc mặt nàng không tốt, nữ quan kia không còn dám hỏi, vội vàng lui ra. Chờ chút. Đồ sơn vũ gọi nàng lại. Chuẩn bị cho ta nước nóng, ta muốn tắm rửa thay quần áo. Vâng. Thần sắc nữ quan cổ quái, tự nhiên đoán được là chuyện gì xảy ra. Kết quả nàng vừa đi đến cửa, đồ sơn vũ lại gọi lại được rồi không cần nữ quan nhìn ra được đối phương nổi nóng nàng cũng thức thời đóng cửa tầm cung lại đồ sơn vũ cắn môi tối hôm qua là lỗ lớn siêu cấp tinh huyết nhiều người muốn lấy được như vậy mình thừa cơ luyện hóa xem có thể đền bù tổn thất hay không một bên khác tổ an nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên do trong đó dứt khoát từ bỏ trực tiếp triệu hoán đắt kỷ ra bây giờ tài liệu đắt kỷ đột phá đã gom góp chọn ngày không bằng đụng ngày hắn lấy ra các loại tài liệu bày ở xung quanh nguyên khí quả vũ dương ngọc thương lang chi nhà cửu đầu chị vũ thời điểm cầm lấy thanh hoạch hoa nhịn không được nói đắt kỷ nha đắt kỷ người có biết không ta vì giúp người lấy tài liệu đột phá tối hôm qua là hy sinh nhan sắc đến từ đắt kỷ điểm nộ khí cộng một cộng một cộng một nhìn hệ thống hiện ra một chữ chữ số tổ an vui vẻ người có thể sinh ra điểm nộ khí xem ra linh hồn đang từ từ bù đắp nha tuy cộng một rất nhỏ nhưng bước đi từ không đến một này là đột phá khó khăn nhất hắn tin tưởng đợi một thời gian đối phương sẽ khôi phục linh hồn hoàn chỉnh Đát kỳ vẫn như thường ngày không có trả lời bất quá trong con người mỹ lệ tựa hồ nhiều một tên khinh bỉ tổ an cũng không để bụng cười ha hả bắt đầu trợ giúp nàng đột phá theo trận pháp vận chuyển những tài liệu kia dần dần bị luyện hóa phía trên toát ra điểm điểm tinh quang sau cùng tất cả đều không có vào trong thân thể đát kỳ thời điểm đát kỳ mở mắt lần nữa ánh mắt như linh động hơn một chút khí tức của nàng đã thành công đạt tới thất phẩm tiếp xuống chỉ cần mạnh mẽ cho nàng tích lũy nguyên khí quả tăng lên cảnh giới. Hiện tại trong tay hắn còn có hơn 300 trái, do dự một chút, cuối cùng không có lập tức cho đắt kỷ ăn hết. Trong thời gian ngắn tạm thời không cần dùng đến kỹ năng của nàng, dù sao cũng phải chừa chút cho muội hỉ, ra hỏa kia là không thấy thủ lao không làm việc. Ai, vẫn là đắt kỷ nhu thuận đáng yêu nhất. Tựa hồ phát giác được hắn suy nghĩ, sâu trong hư không, muội hỉ truyền đến từng trận dị động. Đến từ muội hỉ, điểm độ khí cộng một cộng một cộng một. Cộng một. Tổ an, làm xong bên này, trời đã sáng, đám người Ngọc Yên la lo lắng hắn xảy ra chuyện, cho nên cửa cung vừa mở liền đến tụ hợp. Nhìn thấy hắn bình yên vô sự, thì buông lòng một hơi. Tối hôm qua không có phát sinh cái gì chứ? Ngọc Yên la có chút không yên lòng hỏi. Cái gì cũng không có phát sinh, một đêm ngủ rất ngon. Tổ An lại ngốc cũng không đến mức ở thời điểm này nói thật. Thật sao? Vân Gian Nguyệt nghi ngờ tiến đến trên người hắn ngửi ngửi, thấy không có mùi thơm kỳ quái gì mới gật đầu. Tính toán người thành thật. Yến Tuyết Ngân nhíu mày, yêu nữ này thật không biết xấu hổ, đổi lại là nàng tuyệt đối không làm được cử chỉ thân mật như vậy. Tổ An âm thầm buông lòng một hơi, may mắn trước đó bị giáo huấn mấy lần, lần này cố ý thi triển lam phù triệu tập thủy nguyên tố thanh tẩy quần áo, thậm chí cả phòng và giường thì bị hắn thu lại. Xem ra đạo sĩ béo kia chỉ là giang hồ lừa đảo. Yến Tuyết Ngân mở miệng nói, trong lòng đầu tiên là buông lòng một hơi, sau đó lại có cảm giác thất lạc. Lần sau gặp phải giáo huấn hắn một trận, hại chúng ta một đêm không ngủ được. Vân Gian Nguyệt cười lạnh, chỉ có ngọc yên là ánh mắt phức tạp bởi vì đối phương đoán mệnh cho nàng xác thực rất chính xác cũng không biết lần này a à tổ xảy ra chuyện gì mấy người chuẩn bị tìm đồ sơn vũ cáo biệt ai biết nữ quan tới hồi báo nói quốc chủ thân thể không thoải mái không thể tự mình tiễn đưa chúc bọn họ thuận buồm xuôi gió từng ai gặp ở vương đình thân thể không thoải mái nghe được nguyên nhân này chúng nữ không hẹn mà cùng nhìn về phía tổ an tổ an biến sắc nhìn ta làm gì chúng nữ nhịn không được cười lên gia hỏa này từ đầu đến cuối cẩn thủ nam đức thậm chí ngay cả lời cũng không nói với đồ xuân vũ làm sao có thể quan hệ tới hắn nếu thân thể vũ muội muội có việc vậy chúng ta sẽ không quấy dày xin giúp ta nhắn nhủ bảo nàng nghỉ ngơi thật tốt ngọc yên la cũng không mất lễ phép đồng thời từ trong túi chữ vật lấy ra một số linh thảo an thần dưỡng khí của gia tộc tặng đối phương nữ quan kia tự nhiên là liên tục cảm ơn lúc này vân gian nguyệt nhịn không được hỏi đúng rồi hôm qua quốc chủ các người đáp ứng tặng thanh hoạch hoa còn chưa cho chúng ta ngọc yên la ra mặt mỏng nàng tự nhiên không tiện làm ác nhân nhưng những năm này ở trong lòng mọi người, Vân Gian Nguyệt là ma đầu, sẽ không quan tâm nhiều. nữ quan kia nhìn về phía tổ an, tổ an vội vàng đáp, ách, đã cho ta, cho ngươi, lúc nào? Chúng nữ nghi ngờ nhìn hắn. Sáng sớm, thanh khẩu quốc chủ phái người đưa đến phòng ta. Tổ an chân thật đáng tin nói, tổng không thể nói tối hôm qua nàng tự mình đưa tới chứ. Sáng sớm trực tiếp tặng cho ngươi. Nữ nhân trời sinh mẫn cảm để chúng nữ lập tức ý thức được bên trong có vấn đề, phải biết hôm qua hai người không có giao lưu gì, coi như đồ sơn vũ muốn đưa cũng phải cho ngọc yên la mới hợp tình hợp lý sao lại trực tiếp cho tờ an lại nhớ tới ngày hôm qua đạo sĩ béo nói đào hoa kiếp các nàng vội vàng truy vấn là chuyện gì xảy ra tổ an tê cả ra đầu biên một câu nói láo lại cần vô số lời nói láo bổ sung nhưng mấy nữ nhân này vốn thông minh có thể lừa được sao mắt thấy sắp bại lộ không biết nên làm thế nào cho phải bên ngoài bỗng nhiên vang lên một thanh âm to lớn tiểu vương nghe đồn thanh khâu quốc chủ là tuyệt sắc thế gian hôm nay đặc biệt tới bái phòng biểu lộ của mấy người nhất thời đặc sắc không nghĩ tới sắp chia tay còn có thể xem trò vui. Vân gian người tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác, dù sao những yêu tộc này đánh nhau càng hung, nàng lại càng vui. Yến tuyết ngân nhíu mày, hôm qua thanh khẩu quốc chủ dù sao nhiệt tình chiêu đã chúng ta, nên lưu lại xem một chút đi. Ngọc Yên La gật đầu, không sai, nàng còn tặng thanh hoạch hoa, phần nhân tình này phải nghĩ biện pháp trả lại. Tổ an buông lòng một hơi, như vậy cũng tốt, miễn mình mở miệng gây nên hoài nghi. Đồng thời hiếu kỳ, đến cùng là ai phách lối như vậy, trực tiếp chạy đến vương cung trêu chọc dù người ta thật muốn gặp ngươi cũng không có khả năng đi ra bằng không mặt mũi đặt chỗ nào quả nhiên rất nhanh có nữ quan mở miệng ngăn cản quốc chủ nhà ta thân thể hơi mệt hôm nay không tiện gặp khách xin các hạ trở về ở đây đều là cao thủ đỉnh phong dưới tình huống chuyên tâm chú ý thanh âm bên ngoài cửa cung không giấu giếm được bọn hắn bản vương không xa vạn dặm mà đến sao có thể bởi vì một câu của ngươi mà rời đi nhanh bảo quốc chủ của các ngươi đi ra ta có nhiều linh đan rượu dược nàng bị bệnh gì ta cũng có thể trị thanh âm tùy tiện kia vang lên lần nữa này là người nào phách lối như vậy vân gian người vui vẻ ở trong thánh giáo người như vậy khắp nơi đều có sắc mặt của yến tuyết ngân khó coi thái độ khoa trương này làm ta nghĩ đến kim ô thái tử ngọc yên la cũng thở dài một hơi yêu tộc phổ biến đều rất khoa trương dù trên người nàng cũng có huyết mạch yêu tộc nhưng không quá quen sinh hoạt bên này xin các hạ nhanh chóng rời đi chúng ta không chào đón khách không mời mà đến thanh khâu quốc chủ ở trong lòng thần dân địa vị rất cao bị đối phương mạo phạm như thế từng người sớm đã lòng đầy cam phẫn thật lớn mật dám cùng nói như với bản vương ngay sau đó bên kia chuyển đến tiếng đánh nhau binh binh bang bang tiếng kêu rên và kêu thảm thiết vang vọng một số thị vệ hồ tộc bị đánh cho bay loạn ngay sau đó một bóng người từ giữa không trung rậm chân đi đến mặc áo bào tím trên đầu có sừng không biết là sừng rồng hay sừng hươu miệng rất lớn yến tuyết ngân vô ý thức nhíu mày yêu tộc nhiều cao thủ như vậy sao bởi vì kẻ trước mắt này thình lình cũng là tông sư cảnh tông sư nhân tộc ngày bình thường rất ít gặp không có chỗ nào mà không phải là lão đại địa phương. Kết quả lần này ở yêu tộc, động một chút lại gặp phải tông sư, Ngọc Yên La nói, trên người hắn có khí tức hải tộc, hơn nữa hẳn là vương tộc. Đều là yêu tộc, nên lẫn nhau có một loại cảm giác quen thuộc. Bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Hải tộc Tổ an kinh ngạc, yêu tộc mình gặp không ít, nhưng hải tộc tựa hồ còn là lần đầu tiên gặp. Trước đó ở trong bí cảnh gặp qua nhân ngư nữ vương thượng cổ, bất quá chỉ còn lại một bộ hài cốt mà thôi. Các hạ tự tiện xông vào thanh khâu vương cung, còn đả thương thủ hạ ta, không khỏi quá bá đạo đi. Một thanh âm lạnh lùng truyền tới, đồ sơn vũ đã biết được động tĩnh chạy đến. Yến tuyết ngân ồ một tiếng, nàng quả nhiên có bệnh, nhìn khá tiểu tụy. Thật sao, ta lại cảm thấy nàng so với hôm qua tựa hồ càng thêm tiểu diễm, để người thấy mà yêu. Vân gian nguyệt quan sát đối phương, rõ ràng mới một đêm không thấy, vì sao một thiếu nữ thanh thuần lại để cho nàng cảm giác thành thục phong vận. Tổ an không nhịn được nhìn về phía nàng, vừa vặn ánh mắt đối phương cũng nhìn tới, đồ sơn vũ mất tự nhiên rời mắt thần sắc hết sức phức tạp bất quá khi nhìn về phía nam tử miệng rộng trên mặt liền biến thành lạnh lẽo ha 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 thanh khâu quốc chủ quả nhiên danh bất hư truyền thật là nhân gian tuyệt sắc không ổn công ta vạn dặm xa xôi đi đến nam tử miệng rộng kia nhìn thấy đồ sơn vũ ánh mắt thoáng cái chừng to không cách nào rời mắt đồ sơn vũ lòng sinh căm ghét so với kẻ trước mắt tổ an quả nhiên là chính nhân quân tử nàng lạnh lùng nói ly vẫn nghiêm chỉnh mà nói ta và cha ngươi là người cùng bối phận người như vậy không khỏi quá làm càn hiển nhiên trải qua thủ hạ thông báo nàng đã nhận ra đối phương ly vẫn tổ an luôn cảm thấy danh từ này quen thuộc ngọc yên la giải thích ly vẫn là con thứ chín của long vương long sinh cửu tử từng cái khác biệt ngay cả yến tuyết ngân cũng nghe qua những truyền ngôn này vân gian nguyệt cười nói đương nhiên khác biệt từng truyền long vương là một gia hỏa cực kỳ háo sắc hắn giao phối với đủ loại nữ tử của các chủng tộc chính vì vậy sinh ra hải tử đều khác biệt ngọc yên la giải thích nói Ly vẫn là hài tử do Long Vương và Mỹ Nhân Ngư kết hợp sinh ra, hơn nữa Long Vương không chỉ có 9 con, bất quá chỉ có 9 nhi tử này bối cảnh thế lực không thấp, có danh phận nghiêm túc, hài tử của những nữ tử bình thường, đều không có tiếng tăm gì. Mỹ Nhân Ngư Trong lòng tổ an hơi động, tựa hồ mình và Mỹ Nhân Ngư vẫn rất hữu duyên, lúc này sắc mặt của Ly vẫn trầm xuống, đồ sơn vũ, người thật biết tự nâng thân phận, nói dễ nghe một chút ngươi là thanh khâu quốc vương, nói không dễ nghe, ai không biết ngươi lấy sắc hầu hạ người, người cho rằng ngươi dính vào hồ thiên khiếu thành nữ nhân của hắn, thì có tư cách nói chuyện với ta như thế. Người khác sợ hổ thiên khiếu, nhưng long tộc chúng ta không sợ, năm đó công chúa hổ tộc còn không phải bị phụ vương ta cướp về làm vợ nhỏ. Hổ thiên khiếu. Mấy người nhìn Ngọc Yên La. Ngọc Yên La đáp, hổ thiên khiếu là vương hổ tộc, thú tộc là một trong mấy chủng tộc cường đại nhất yêu tộc, không phải gia tộc chúng ta có thể so sánh. Thực lực bọn hắn không thua vương đình bao nhiêu, chỉ bất quán nội bộ phân liệt, sư tộc và hổ tộc tranh đấu rất lợi hại, không ai phục ai, trong chuyện này chỉ sợ không thiếu thủ đoạn của yêu hoàng thần sắc tổ an cổ quái sư tử và hồ tranh đấu ngay cả ở dị thế cũng có công chúa hồ tộc bị long vương cướp về làm tiểu lão bà là chuyện gì xảy ra vân gian nguyệt thì để ý chuyện này hơn ngọc yên la giải thích trong long sinh cửu tử còn thứ bảy bệ ngạn là long vương và công chúa hồ tộc sinh trừ cái đó ra đại vương tử tù ngư là long vương và ngư sinh nhị vương tử nhai tý là long vương và lang sinh tam vương tử trào phong là long vương cùng chim sinh tứ vương tử bồ lao là cùng con cóc sinh ngũ vương tử toan nghe là cùng sư tử sinh lục vương tử bá hạ là cùng dồ sinh bát vương tử phụ ý là cùng thanh long sinh nghe nàng giới thiệu thần sắc mọi người cực kỳ đặc sắc vân gian nguyệt vỗ vỗ tổ an vốn cho rằng tiểu tử ngươi đã đủ ngựa giống kết quả so với long vương ngươi quả thực là thanh thuần giống như bông hoa trắng yến tuyết ngân đỏ mặt hiển nhiên cũng có cái nhìn giống nhau tổ an trợn mắt hốc mồm long vương này thật không kén ăn còn cóc rùa đen cũng có thể chơi được có điều lực chú ý của hắn rất nhanh trở lại trên người hổ thiên khiếu chẳng lẽ hắn là chủ sử sau màn phái đồ sơn vũ đến lúc này đồ sơn vũ đỏ bừng cả mặt không biết là tức giận hay xấu hổ ly vẫn đừng ngậm máu phun người ly vẫn nói không tệ tức giận cũng xinh đẹp như thế có tư cách làm nữ nhân của bản vương tử hôm nay bản vương tử muốn ngươi chờ hổ thiên khiếu biết hai từ của chúng ta đã biết nói ha 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 sau một trận cười phách lối người hắn đã vọt tới bên cạnh đồ sơn vũ đưa tay sờ soạn gương mặt nàng đồ sơn vũ dù sao cũng là nhất quốc chi chủ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát tay hắn đồng thời trong tay áo xuất hiện một thanh loan đao đánh tới. Ly vẫn rất nhẹ nhàng tránh đi, cố ý hít sâu một hơi, thật thơm, mỹ nhân chính là mỹ nhân. Yến Tuyết Ngân cao mày nói, gia hỏa này thật đáng ghét, xác thực rất vô sỉ. Trên mặt Vân Gian Nguyệt cũng hiện ra vẻ lạnh lùng. Ngọc Yên La rất tán thành, các nàng đều là nữ tử, Ly vẫn đùa dẫn đồ Sơn Vũ hiển nhiên cũng mạo phạm đến các nàng. Trên mặt Tổ An không khỏi có chút lo lắng, Ly vẫn đã là tông sư, tuy nhìn tựa hồ vừa đột phá không lâu, nhưng dù sao cũng là tông sư, đồ sơn vũ bất quá bát phẩm cửu phẩm hơn nữa hồ tàu không am hiểu chiến đấu dựa vào nàng khẳng định đánh không lại may mà lúc này từng tiếng quát vang lên vệ đội của thanh khâu quốc chạy đến lập tức ra nhập chiến đấu trợ giúp đồ sơn vũ bên trong còn có mấy người lớn tuổi hẳn là trường lão hổ tộc có những người này trợ giúp đồ sơn vũ rốt cục ổn định thân hình nàng đứng ở chính giữa chỉ huy mọi người bố trí trận pháp song phương đánh đến lực lượng ngang nhau kỳ quái đồ sơn vũ đá chân cùng với né tránh nhiều lần xuất hiện trì trệ thẳng lẽ trên đùi có tổn thương Yến Tuyết Ngân thân là đại tông sư, nhãn lực sắc bén, dù không rõ ràng, nhưng nàng lập tức nhìn ra sơ hở của Đồ Sơn Vũ. Nếu như là nàng tới, những sơ hở này đã đủ chí mạng. Tổ An đỏ mặt, nói đến kẻ cầm đầu là hắn, tối hôm qua bởi vì Hồ Ly Tinh nổi danh, nghĩ Đồ Sơn Vũ là thuộc nữ như hoàng hậu Liễu Ngưng, không có chút thương hương tiếc ngọc, một đêm cuồng phong mưa rào, bây giờ nàng còn có thể chiến đấu đã là thân thể rất dẻo dai. Không chỉ vậy, ta một mực chờ nàng thi triển mỹ thuật, truyền thuyết mỹ thuật của Thanh Khâu Quốc rất lợi hại, tuy tu vi của nàng không bằng ly vẫn nhưng mượn bị thuật hoàn toàn có thể hạ thấp dục vọng công kích của đối phương tốc độ và lực lượng sẽ bị ảnh hưởng Các thủ tranh chấp vốn ở một đường những thứ này có thể sáng tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng vì sao nàng lại không dùng vân gian nguyệt cũng cho ra đánh giá đều là mỹ thuật đại sư nàng muốn nhân dịp này quan sát để lấy thừa bù thiếu ai biết đối phương thủy trung không thi triển làm nàng giống như bị mèo cào có phải thời điểm chiến đấu không tiện thi triển không ngọc yên la hỏi nàng nghĩ mỹ thuật hẳn là ngày bình thường có hiệu quả nhất khi bắt đầu chiến đấu, người ta khẳng định sẽ phòng bị. Mị thuật bình thường đương nhiên không dễ thi triển, nhưng thanh khâu quốc chủ khẳng định đã đại thành, sơ tay nhất chân đều có thể thi triển, sao gây được khó khăn cho nàng. Vân gian người thân là mị thuật đại sư, ở phương diện này tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Yến Tuyết Ngân nói, buổi sáng nàng nói thân thể không khỏe, ngay cả tiễn chúng ta cũng không làm được, có phải bởi vì cái này ảnh hưởng hay không? Không có khả năng, trừ khi tối hôm qua nàng vừa phá thân, mới ở trong thời gian ngắn không cách nào thi triển mỹ thuật. Vân Gian Nguyệt không sợ nói cho các nàng biết nhược điểm của mỹ thuật, dù sao mình và Yến Tuyết Ngân đánh nhau, mỹ thuật cũng không có tác dụng. Nghe nàng nói, trong lòng ba nữ hơi động, thần sắc quỷ dị nhìn về phía Tổ An, lại nghĩ tới đạo sĩ béo kia nói đào hoa kiếp. Tổ An xấu hổ, muốn giải thích nhưng không biết nên nói như thế nào, bởi vì các nàng xác thực đoán đúng. May mắn Vân Gian Nguyệt nói, bất quá làm sao có khả năng. Hai nữ khác cũng cảm thấy không thể, từ hôm qua bắt đầu, Tổ An biểu hiện rất cần thủ Nam Đức. Mà thanh khẩu quốc chủ từ đầu đến cuối không có nói gì với hắn, sao có thể phát sinh quan hệ. Dù các nàng lại thưởng thức tổ an, cũng không cho rằng hắn sẽ để cho đường đường thanh khâu quốc chủ chỉ có duyên gặp mặt một lần, nửa đêm tự mình đưa tới cửa. Thần sắc của tổ an có chút mất tự nhiên, nếu bị các nàng biết chân tướng, chẳng phải sẽ lộ ra của hắn. Nghĩ đến tối hôm qua kiểu diễm, trong lòng hắn không khỏi rung động, tối hôm qua đến chỗ cao chiều, cái đuôi và lỗ tai của đồ sơn vũ đều xuất hiện. Kiếp trước hắn ở trên internet không phải không nhìn qua thứ này, một mực hiếu kỳ những cái kia là plug-in hay vật trang sức, sau đó cầm lên nghiên cứu. Nào biết hắn vừa cầm lại dẫn tới nàng duyên dáng gọi to, nguyên lai like cái đuôi và lỗ tai là vị trí mẫn cảm nhất của hồ nữ. Chỉ bất quá giống đồ sơn vũ, sau khi tu luyện có thành tựu, những đặc thù này sớm đã giấu đi, trừ khi cực kỳ động tình, mới có thể kìm lòng không được xuất hiện. Nàng liên tục cầu xin tha thứ, không ngừng loạn chọn tránh né, nhưng như vậy ngược lại làm cho tổ an cảm thấy mới lạ, càng không khả năng buông tay. Sau cùng đồ sơn vũ bị hắn nắm cái đuôi, sờ lỗ tai, chưa để hóa thành xuân thủy, trong hoa tâm liên tục phun trào đúng lúc này tiếng thốt lên truyền đến chỉ thấy ly vẫn cười lạnh bản vương chơi chán trò chơi dừng ở đây nói xong mở miệng rộng miệng kia thấy gió thì lớn sau cùng biến ảo giống như trùng đựng nước tổ an chừng to mắt khó trách mồm hán kỳ quái như thế nguyên lai còn có bản lĩnh này chỉ thấy ly vẫn trực tiếp hấp khí giữa sân nhất thời cuồng phong gào thét những thị vệ hồ tộc kia không ngừng ngã trái ngã phải đồ sơn vũ ở trong trận không ngừng nhảy vọt lúc này mới trợ giúp thủ hạ miễn cưỡng ổn định thân hình lúc này tiếng cười như điên truyền đến lực hút trong miệng rộng đột nhiên tăng cường những thị vệ hồ tộc kia ào ào nghiêng ngã ra sức duy trì thân hình bất quá y phục trên người các nàng lại không chịu nổi răng rác tiếng vải vóc xé rách vang lên y phục của rất nhiều người vỡ nát sau đó bị hút vào trong miệng chỉ thấy một mảnh trắng bóng khắp nơi đều là hồ nữ xấu hổ giận dữ giữa sân chỉ có đồ sơn vũ và số ít tu vi cao mới có thể bảo trì y phục hoàn chỉnh nhưng các nàng ở trong cùng phong tự vệ đã có chút miễn cưỡng làm sao giúp được người khác lúc này ly vẫn cũng ý thức được không cách nào thông qua chiều này kéo y phục của đồ sơn vũ liền thu miệng vừa đánh giá dáng người của những hồ nữ kia vừa cười tà ác trực trực, sao trên những y phục này có mùi khai thế nhỉ vô sỉ nơi xa yến tuyết ngân mặt hiện sương lạnh vân gian nguyệt cũng mắt phượng hàm sát long tộc đã đoạn lạc đến nước này ngọc yên la kéo tay tổ ăn a à tổ chúng ta giúp đỡ nàng còn chưa nói xong đồ sơn vũ đã giận tím mặt chỉ thấy nàng lầm bẩm sau lưng xuất hiện một pháp tướng hồ ly toàn thân trắng như tuyết mà hồ ly kia lại có chín cái đuôi. Tổ An trở nên hoảng hốt, nhìn pháp tướng này quen thuộc như vậy, hắn nhớ đến Đát Kỳ cũng có một kỹ năng là trợ hoán cửu vĩ thiên hồ, bộ dáng hồ ly kia và pháp tướng này giống như đúc. Ngọc y la lại biến sắc, hỏng bét, đây là cấm thuật của hồ tộc, lấy tu vi của đồ xuân vũ, hiện tại chưa hẳn có thể khống chế được. Giống như cấm thuật mỹ đỗ toa, lấy tu vi của nàng thi triển một lần cũng rất miễn cưỡng, xém chút mất mạng. Quả nhiên, sắc mặt của đồ Sơn vũ trắng xám, sau lưng cửu vĩ hồ pháp tướng lúc sáng lúc tối, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Các trưởng lão hồ tộc biến sắc, quốc chủ không được, người sẽ mất mạng. Đối mặt cấm chiêu trong truyền thuyết của hồ tộc, Ly vẫn không dám kinh thường, cả người lấp lái thanh quang, hiện ra nguyên hình, một quái vật đầu rồng thân cá, trực tiếp lao về phía đối phương. Đồ sơn vũ sắp cắn nát sang ngà, đang muốn cùng đối phương quyết nhất tử chiến, ai biết bỗng nhiên khí huyết sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi, cử vĩ hồ pháp tướng ở phía sau nàng biến mất không thấy gì nữa. Trong nội tâm nàng rét lạnh, nếu không phải hôm qua bị dày vò một đêm, toàn thân bùn rùn, mình không đến mức triệu hoán một lần cũng không duy trì được. Ly vẫn đã ôm theo lực lượng mạnh mẽ công tới, thế đã phát, dù hắn muốn dừng tay cũng không làm được. Không nghĩ tới tối hôm qua trải qua một đêm vui sướng nhất đời này, hôm nay lại phải tử vong. Nàng vô ý thức nhìn về phía tổ an, trong mắt có mấy phần lưu luyến. Bất quá ánh mắt nhìn tới, nào còn có bóng dáng đối phương. Nàng tự diễu cười một tiếng, đại nạn lâm đầu sớm chạy mất sao. Khó trách năm đó mẫu thân nói nam nhân không đáng tin cậy. Thậm chí nàng không có tâm tư oán hận, chỉ là lòng như trong nguội, dự định nghênh đón tử vong. bất quá lúc này bên tai truyền tới thanh âm quen thuộc, cẩn thận. ngay sau đó nàng cảm giác mình rơi vào trong ôm ấp ấm áp, nàng mờ mịt ngẩng đầu, gương mặt thoáng cái nóng lên. đêm qua nam nhân này ở trên người nàng cấy cấy một lần lại một lần, hai người mặt dán vào mặt, nàng làm sao có thể nhận không ra? đối phương một tay ôm eo nàng, bảo hộ nàng ở sau lưng, tay còn lại nhanh đón ly vẫn. nhìn thấy đồ sơn vũ rơi vào nguy hiểm, ngọc yên la đang muốn quay đầu gọi tổ an đi hỗ trợ, lại ngạc nhiên phát hiện đã không thấy đối phương quay đầu nhìn lại đối phương đã ôm đầu sơn vũ bảo hộ ở sau lưng vân gian nguyệt nhịn không được đậu đen rau muốn nói anh hùng cứu mỹ nhân tiểu tử này làm thật thành thục yến tuyết ngân tràn đầy đồng cảm gật đầu quan sát một lúc không khỏi con bài nói sao ta cảm giác ánh mắt của thanh khâu quốc chủ nhìn hắn không đúng lắm vân gian nguyệt trợn trừng mắt thời điểm sống chết được nam nhân cứu trong lòng khó tránh khỏi sinh ra gợn sóng ngươi cũng không phải chưa thử qua lúc đó phản ứng còn không bằng người ta đâu còn không biết xấu hổ nói yến tuyết ngân nghiến răng nghiến lợi yêu nữ Ngươi là cố tình chọc tức ta đúng không? Nhìn hai nữ lại ở Mỹ, Ngọc Yên là lấy tay xoa chán, hiện tại nàng quan tâm hơn là Tổ An, dù sao đối phương cũng là tông sư, hơn nữa một kích này thanh thế cuồn cuộn, hắn lại vội vã chạy tới cứu người, chưa hẳn tiếp được a. À. Tựa hồ nhìn ra nàng lo lắng, Vân Gian Nguyệt nói, yên tâm đi, phải có lòng tin với nam nhân của mình. Nghe được bốn chữ nam nhân của mình, Ngọc Yên la đỏ mặt, bất quá đại tông sư đã nói như vậy, trong nội tâm nàng thoáng an tâm lại. Lại nói Ly vẫn phóng về phía đồ Sơn Vũ, không ngờ cử vĩ hồ pháp tướng của đối phương lại đột nhiên sụp đổ, hắn muốn thu tay đã không kịp, hiện tại cảnh giới của hắn còn chưa tới trình độ thu phóng tự nhiên, nếu cưỡng ép thu tay sẽ để cho bản thân mình bị trọng thương. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.